Thiên môn, tác giả Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lao Ông, thể loại hiện đại, trinh thám phá án, nhẹ nhàng, 11 HE. Quyển 1, vụ án Trầm Giang. Chương 1. Sau giờ trưa, sân thể dục bị nắng nóng mùa hè thiêu đốt, dường như ngay cả không khí cũng ngưng động, cả thế giới yên lặng một cách quỷ dị, lại có tiếng xào xạc mơ hồ. Có một người trẻ tuổi nằm dưới bóng cây, trên mặt đắp cuốn sách hình sự điều tra học, dường như đang ngủ, gió mềm mại lay lọn tóc cóc áo y, giống như nhịn không được muốn quấy rối giấc ngủ ấy. Đột nhiên trên người y xuất hiện một bóng người, chủ nhân của cái bóng rất thô bạo đạp y một cước. Tiết thể dục sắp kết thúc, cậu còn ngủ? Quyển sách trượt xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú thon gầy của nam sinh. Hắn nhíu mày rất không kiên nhẫn nói, Tống Hy Thành, cậu rảnh lắm sao? Ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen. Tống Hy Thành mở to mắt, nhìn sắc trời, bực mình đem đầu chôn xuống gối. Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, cậu luôn mơ thấy chuyện xảy ra lúc còn học ở trường cảnh sát, mà hết lần này tới lần khác, cảnh nào cậu mơ cũng có mặt Tề Ninh. Từ năm 17 tuổi rời nhà đến ký túc xá trường gặp hắn, khi tốt nghiệp lại thần xui kỳ quỷ khiến, trở thành khách trọ nhà hắn. Cho nên lúc gần đây, cậu vinh quang được điều vào tổ trọng án của Cục Điều tra Hình sự thành phố, lại trở thành đồng nghiệp và cấp dưới của hắn. Cả ngày đã ở cùng nhau, bây giờ ngay cả nằm mơ cũng không tha cho cậu. Tống Hy Thành một bên oán thầm, một bên đá văng đống quần áo hỗn độn xuống sàn, đẩy cửa ra khỏi phòng. Tề Ninh biến thái quả nhiên đang mặc áo ngủ ngồi ở bàn ăn xem giấy tờ. Thấy cậu đi ra chỉ nhẹ gật đầu, dư quang khóe mắt thoáng nhìn thấy đống loạn thất bát tao trong phòng cậu, nhíu mày. Tối mai tớ sẽ đột kích kiểm tra, nếu phòng của cậu không làm tớ vừa lòng, một là nộp tiền phạt, hai là dọn đi, tự cậu chọn. Không phải chứ, một đại nam nhân mà lại khiết phích, y như đàn bà. Tống Hy Thành khó chịu, bước vào WC. Nhưng Tề Ninh không có ý buông tha cậu. Đúng rồi, thức ăn dự trữ trong nhà không còn nhiều, hôm nay chúng ta cũng không tăng ca, xong việc cùng đi Walmart mua đồ đi. Không chịu nổi hắn lải nhải, Tống Hy Thành phịch một tiếng đóng cửa lại. Rửa mặt xong cũng đã rửa hết toàn bộ khó chịu buổi sáng sớm, Tống Hy Thành nhận mệnh đi đến phòng bếp, bắt đầu hâm sữa, chiên trứng. Hình như còn chút yến mạch, vậy cũng đủ ăn rồi, cậu xem còn bao nhiêu, nếu không nhiều thì nấu ăn luôn đi. Tề Ninh nói cũng không ngẩng đầu, vênh mặt hấp hàm sai khiến. Tống Hy Thành thiếu chút nữa bóp nát cái nồi. Dạ, thiếu gia. Hai người đàn ông độc thân ngồi đối diện nhau yên lặng ăn bữa sáng. Tống Hy Thành mới phát hiện Tề Ninh đang xem hình như là một án kiện. Có cái gì thú vị không? Tề Ninh sắc mặt không thay đổi. Với tớ mà nói, không có thú vị, chỉ có hữu dụng. Mắt trợn trắng, Tống Hy Thành lại hỏi, vậy tin tức này đối với các hạng có hữu dụng không? Có thể xem là có, cũng có thể xem như không. Tống Hy Thành ăn 2-3 nhát đã xong phần của mình, chăm chú nhìn sắc mặt hắn, ra kết luận. Cậu thấy hứng thú. Tề Linh liếc mắt nhìn cậu một cái. Cảm ơn ông trời, 10 năm sau khi mưa dầm thấm đất, trí lực của cậu rốt cục đã đạt tới trình độ của người bình thường, thật đáng mừng. Tống Hy Thành không kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm, đứng dậy trở về phòng đổi đồng phục. Tề Ninh ở phía sau cậu thản nhiên ném lại một câu. Cảnh sát phát hiện một xác nữ trôi trên sông, rất khả nghi. Án tử này có khả năng sẽ chuyển giao cho chúng ta, sắp tới có lẽ phải bận rộn. Tống Hy Thành dừng lại. Thi thể này có gì đặc biệt sao? Hệ thống sông ngòi trong thành phố B rất hỗn tạp. Nhảy sông tự vẫn, vứt xác trên sông, từ bên ngoài xuôi dòng trôi đến. Thủy cảnh vớt lên đủ loại thi thể, có thể khiến cho Tề Ninh hứng thú hơn nữa, còn có khả năng chuyển giao, chứng tỏ thi thể này nhất định có chỗ hơn người. Muốn ói. Kiểm điểm lại mình vô tâm vô phế, Tống Hy Thành quyết đoán ném Tề Ninh vẫn đang đắm chìm vào xác nữ mỹ mạo kia sang một bên, trở về phòng thay quần áo. Tống Hy Thành lái xe, hai người vừa vào tổng cục đã thấy đội trưởng đội điều tra hình sự Thôi Bằng ngồi trong văn phòng Tề Ninh. Tiểu Tề, triệu tập thủ hạ của cậu mở cuộc họp, có án tử mới. Tề Linh liếc mắt nhìn Tống Hy Thành. Tống Hy Thành lập tức hiểu ý, ra ngoài gọi người. Gọi nờ cú điện thoại,
chạy mất mấy tầng lầu từ trạm xe lửa, căng tin, phòng giải khát cùng các loại địa phương điểm không thể tưởng tượng nổi, đem tất cả mọi người gọi về. Tống Nghi Thành mới hồi phục lại tinh thần phỉ nhổ chính mình nô tính. Với lại, tại sao cậu rất nhanh hiểu được ý của tên biến thái kia? Lúc Tống Hy Thành đang cố gắng tỉnh lại trong nhân sinh hắc ám của chính mình, thì Thôi đội trưởng cùng tên kia đang nhấp một ngụm hồng trà, hắng giọng: "Mọi người, đại đội cảnh sát biển thành phố chúng ta vừa phát hiện một xác chết nữ." Có lẽ là do hội chứng ngày thứ hai, mọi người không có phản ứng gì, làm Thôi đội trưởng có chút không vui. Tống Hy Thành liền lên tinh thần hỏi: "Là xác nữ kiểu gì?" Thấy Tống Hy Thành hỏi, Thôi đội trưởng lập tức vừa lòng diễn thuyết tăng vọt: "Xác nữ này chỉ có phần thân, đầu và tứ chi đều đã bị cắt, bị bỏ vào một cái túi thả trôi sông, thi thể đã được chuyển đến phòng pháp y, đến lúc đó cùng đi xem." Được xem là tú tài trong tổ, Lã Thận Ngôn đầy đầy kính mắt lên tiếng: "Án này thoạt nhìn rất bình thường, kiểu phanh thây thả trôi sông, nếu chuyển tới tổ trọng án, chẳng lẽ bởi vì thân phận người chết rất đặc thù sao?" Đội trưởng Thôi ý vị thâm trường cười cười: "Người trẻ tuổi nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Phải biết rằng một án được gọi là trọng án cũng không phải bởi vì người bị hại hay hung thủ có thân phận đặc thù, mà là do bản thân án có tình tiết nghiêm trọng, thủ pháp tàn nhẫn hoặc có tổn thất lớn. Còn án này, người chết thân phận không rõ." Tề Ninh có chút không kiên nhẫn: "Nếu nói như vậy, đội trưởng Thôi, nếu ngài không ngại, tôi muốn dẫn mọi người đi xem thi thể, sau đó ra chỉ thị." Đội trưởng Thôi cười híp mắt gật đầu: "Đi đi." Người trẻ tuổi đúng là tinh thần phấn chấn, luôn gấp gáp. Tống Hy Thành và Bành Cương bên cạnh liếc nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể, cậu rất muốn phủi sạch quan hệ, nhất là tên Tề Ninh biến thái kia. Đại đa số mọi người có ai như hắn, đối với kiểu thi thể này kính nhi viễn chi. Nhiệt độ phòng pháp y cùng với sắc mặt lưu pháp y lạnh băng giống y như nhau. Mọi người cố gắng nhịn xuống dùng mình vào mùi hôi thối xông vào mũi, cẩn thận đi theo Tề Ninh vào. "Tề tổ trưởng, chúng tôi chỉ mới kiểm tra đại khái, cụ thể lấy mẫu và giải phẫu chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện." Tề Ninh cười cười: "Còn phải chờ Lưu chủ nhiệm để ý, vậy thi thể này tạm thời gửi lại trong tủ." Lưu chủ nhiệm ừ một tiếng, đột nhiên đi đến bên cạnh Tống Hy Thành, lật vải trắng lên. Tống Hy Thành cả kinh, cúi đầu mới phát hiện trước mặt mình thế nhưng là giường để xác, thi thể đang nằm trên đó. Anh sợ tới mức mặt trắng bệch, tuy đã làm cảnh sát 7-8 năm, nhưng thấy tử trạng như vậy, vẫn có chút không thể tiếp nhận. Tề Ninh cười nhạo, đi tới trước mặt ngăn cản tầm mắt anh. Thanh âm của hắn mát lạnh lại mang theo tiêu ý: "Trong báo cáo chi tiết của Lưu chủ nhiệm lần trước, chúng tôi đại khái đã nhìn ra, người chết tứ chi và đầu đều đã bị chém rời. Căn cứ vào pháp kiểm, người chết là nữ khoảng từ 25 đến 35 tuổi, thời gian tử vong từ 5 đến 6 tháng. Hơn nữa..." Hắn ngừng lại, khó có lúc không tự tin, nhìn Lưu chủ nhiệm bên cạnh: "Cô gái này mang thai sao?" Lưu chủ nhiệm đối với nhóm khách không mời mà đến này đã đau đầu, ngữ khí có chút bực mình: "Bụng lớn như vậy còn nhìn không ra?" Nana, nữ cảnh sát duy nhất trong tổ không nhịn được cười: "Sếp bọn tôi độc thân, làm sao hiểu được chuyện này chứ? Con gái thật ác, ngay cả lúc đặt câu cũng thường nói trúng chỗ đau. Phương Nana, tuy rằng đã có bạn trai, nhưng đối với giống loài soái ca hy hữu, luôn có một phần quý trọng lãnh đạo như Tề Ninh, cũng độc thân." Tống Hy Thành, Lã Thận Ngôn bọn họ lại bị gọi là lưu manh, mà Tề Ninh lại là độc thân, nghe thế nào cũng cảm thấy phân biệt đối xử. Lưu chủ nhiệm nghiêm mặt: "Nhìn bụng đi, 9 tháng rồi." Tống Hy Thành líu lưỡi: "Vậy chẳng phải sắp sinh rồi sao?" Tề Ninh âm thầm ghi nhớ: "Nếu là vậy, vậy là phiền Lưu chủ nhiệm nhanh chóng kiểm tra thi thể rồi viết báo cáo, tổ chúng tôi thật sự cần dùng rất gấp." Bị Lưu chủ nhiệm nôn nóng đuổi ra ngoài, Tề Ninh thu lại nụ cười giả tạo, nghiêm mặt phân nhiệm vụ: "Bành Cương, Lý Cường, Trương Ái Dân, hiện tại đi kiểm tra số nhân khẩu bị mất tích ở bản thị, đem số mất tích nữ giới lọc ra, có manh mối rồi điều tra. Lã Thận Ngôn, Hà Mộ và Phương Nana, ba người đi ngân kiểm khoa, kiểm tra túi tiền quần áo lúc đưa thi thể lên,
không được bỏ sót bất cứ cái gì để người về người chết hay thông tin về hung thủ. Chú thích: Ngân kiểm khoa là khoa kiểm tra vết tích. Hết chú thích. Tống Hy Thành, cậu đi cùng tôi, chúng ta đến hiện trường phát hiện thi thể, sắp xếp xem có để sót tin tức nào không. Vâng. Tuy rằng quan hệ ngày thường của mọi người không tệ, lại thường cợt nhả, nhưng trước dâm uy của Tề Ninh, lời hắn nói vẫn rất có uy lực. Vì vậy khi hắn ra lệnh, trong nháy mắt mọi người như chim muôn tản mát. Thấy Tống Hy Thành còn ngu người đứng đó, Tề Ninh vỗ ót cậu một cái: đi thôi. Chương 2. Tống Hy Thành khổ sở khởi động xe. Tại sao cậu rõ ràng cũng có giấy phép lái xe mà lần nào cũng bắt tớ lái? Tề Ninh nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng gợi lên một độ cong đáng ghét. Cậu có biết cái gì gọi là sức lao động giá rẻ không? Tống Hy Thành tức tối giẫm ga, chiếc Jeep cảnh dụng phát cuồng xông ra ngoài. Nhìn biểu tình khiếm khuyết của cậu, không nói tớ cũng biết, cậu chính thiếu gia địa chủ ác bá, tớ chính là... Tề Ninh cắt lời hỏi cậu: cậu chính là tiểu bạch kiểm bị ác bá bắt đi, được rồi chứ? Tống Hy Thành nghẹt thở, chuyên tâm lái xe. Vào giữa hè, ngồi trong xe hưởng điều hòa, nhìn dòng người bên ngoài đi dưới ánh mặt trời chói chang, quả thật rất có khoái cảm. Mặc dù trời đang rất nóng mà phải vội vàng đến hiện trường vứt xác cũng không phải chuyện gì đáng khoe khoang. Đang lúc đi lạc vào cõi thần tiên, Tề Ninh mở miệng: là dạng thâm cừu đại hận gì mà khiến một người giết chết một thai phụ sắp sinh? Ngẩn người, Tống Hy Thành cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác, hoặc là tư oán, hoặc chính đứa bé này là lý do. Tề Ninh cười khẽ: nói tiếp đi, tớ đối với giả thiết thứ hai của cậu cảm thấy hứng thú. Ví dụ như, nếu tớ là cha đẻ của đứa bé này sinh ra không thể khiến tớ vui vẻ, mà còn có thể mang xui xẻo đến cho tớ. Như vậy, nếu là một người đàn ông vô trách nhiệm, tâm địa độc ác, tớ sẽ diệt trừ cặp mẹ con này. Tề Ninh mở to mắt, quay đầu nhìn anh. Quả nhiên biết cách đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Bạn học Tống Hy Thành phải cẩn thận, có thể tương lai một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành Trần Thế Mỹ đương đại. Từ sau khi tốt nghiệp, chỉ có lúc tâm tình Tề Ninh vô cùng tốt mới có thể dùng từ bạn học, khẩu khí ngang hàng mà nói chuyện với anh. Tống Hy Thành không để ý câu châm chọc khiêu khích của hắn. Cậu nghĩ sao? Tề Ninh miết môi dưới của mình, trầm ngâm nói: giả thuyết cậu vừa nói mới khó, có khả năng rất lớn. Cũng là trực giác của đại đa số người, chúng ta có thể lấy khẩu cung phá án và bắt giam. Dù sao DNA thai nhi cũng đã lấy được, sau đó chúng ta lại lấy kho số liệu tiến hành đối chiếu, là tìm được cha ruột đứa nhỏ, ít nhất có trợ giúp rất lớn đối với việc xác định thân phận người chết. Nhưng... Tống Hy Thành giúp hắn bổ sung lời chưa nói hết, số liệu cả nước phần lớn đều là hồ sơ tiền án, còn chưa có hoàn chỉnh, có thể đối chiếu được hay không còn phải xem vận khí. Tề Ninh không lên tiếng, thở dài, chỉ phía trước. Đến cột đèn xanh đèn đỏ rẽ phải, đến bên bờ dừng lại, chúng ta xuống hạ lưu xem. Hai người xuống xe, đi dọc bờ sông xuống, phát hiện quả nhiên nhóm cảnh sát biển đang đứng ở đó. Tề đội trưởng. Tề Ninh mặc dù là tổ trưởng tổ trọng án, nhưng trên thực tế chức vụ và quân hàm gần như cùng cấp với trung đội trưởng, nên rất nhiều người không rõ sẽ gọi hắn là đội trưởng. Tề Ninh gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Ai là người phát hiện thi thể? Là nhân viên vệ sinh tới sớm phát hiện, cảnh sát biển lật hồ sơ. Người đó tới sớm nhặt rác, kết quả phát hiện giữa sông trôi tới một cái túi, chất liệu vải dệt thông thường, vớt lên xem mới phát hiện là thi thể. Đáng thương cho tiểu tử kia, lúc báo cảnh sát gần như sắp khóc, khi chúng tôi đến hắn còn ngồi bên bờ ngẩn người. Khẩu khí thật sự có chút buồn cười, Tống Hy Thành vừa viết ghi chú vừa cười trộm. Tề Ninh nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, đánh giá chung địa hình. Sao vậy, Tề đội trưởng? Cảnh sát thấy có chút kỳ quái. Gần đây có chỗ nào tương đối cao, có thể nhìn thấy hết toàn bộ địa hình nơi này không? Thủy Cảnh suy nghĩ, chỉ về phía sườn núi nhỏ xa xa. Bên kia có thể xem như là chỗ cao nhất khu này. Ở đây còn có bản đồ, nếu Tề đội trưởng cần thì lấy tham chiếu. Cảm ơn xong, hai người lại hì hục leo núi. Từ điểm này quan sát quả nhiên có thể nhìn thấy từng nhánh chảy của dòng sông.
Tề Ninh cầm bản đồ trong tay, miệng lẩm bẩm. Hiện tại là tháng 7, bước đầu phòng trừng thời gian tử vong là 5 đến 6 tháng trước. Cho nên tháng 1, 2 là lúc lạnh nhất, nhiệt độ lúc đó ước chừng là 7 đến 9 độ. Căn cứ vào vận tốc nước chảy và thời gian thi thể thối rữa, thi thể này trôi nhiều nhất là... Tống Hy Thành luôn ở bên cạnh tính toán, tầm 40,7 km, xem như 50 đi. Giáp Giang thuộc về nhánh sông Trường Giang, mà Trường Giang cách thành phố khoảng 90 km, cho nên chúng ta đã sai một chỗ, không phải hiện trường gây án đầu tiên ở đâu, mà là nơi hung thủ chọn vứt xác ở đâu. Đôi mắt hắn sáng ngời, đôi mắt trong suốt ấy có một sự bình tĩnh lại kiên định. Tống Hy Thành không chịu nổi nhất là bộ dáng tự kỷ này của hắn. Nhưng bất đắc dĩ chân lý thường luôn nằm trong tay hắn, vì vậy không thể không thừa nhận nói, đúng vậy. Tề Ninh còn đang suy nghĩ thì gì đó, Tống Hy Thành lại đột nhiên ba một tiếng khép quyển sổ tay. Tề Ninh bị anh làm giật mình, quay đầu nhìn anh. Có phát hiện? Tớ đang nghĩ, nếu người chết là một sản phụ sắp sinh, tại sao chúng ta không tìm danh sách phụ nữ đang mang thai tại thành phố? So với tìm nhân khẩu mất tích, tớ không tin một người đang mang thai đột nhiên mất tích mà người nhà của họ lại thờ ơ. Tề Ninh ngẩn người, cười to. Không sai, Tống Nghi Thành của chúng ta rốt cuộc cũng có lúc dùng đầu óc. Vậy tớ báo cho lão Trương lập tức đi kiểm tra, nhất là bệnh viện vùng ven sông. Hắn dừng lại, thu liễm tiếu ý. Tớ thấy án này sẽ gặp khó khăn, khẳng định sẽ hao tốn một trận. Tống Hy Thành ai thán. Cho nên thời gian sắp tới, tớ chỉ có thể mong mỗi ngày lấy mì tôm làm thức ăn, lấy văn phòng làm gia vị phải không? Tề Ninh thẳng thừng. Vì vậy tớ đề nghị chúng ta hiện tại lập tức đi siêu thị mua vài thứ, để buổi tối ăn một bữa ngon, hào hào nghỉ ngơi hồi phục, đợi đến ngày mai kiểm tra thi thể chi tiết, có thêm báo cáo của ngân kiểm, cậu đừng mơ có thời gian để nấu cơm. Tức nghiến răng, Tống Hy Thành bất đắc dĩ đuổi theo. Tề Ninh, người như cậu chỉ muốn nhận, không muốn cống hiến, xứng đáng cô đơn tới già. Tớ thấy không có người con gái nào trên thế giới chịu được cậu. Tuy lúc tức giận thì nói vậy, hai người vẫn đến siêu thị gần nhất để trữ lương thực. Hai đại nam nhân thân cao 1m8 vốn đã dễ thu hút, còn mặc cảnh phục giữa một nhóm bác gái lựa rau, thiếu chút nữa trở thành hiện tượng thần tượng ra đường. Buổi tối ăn gì? Hôm nay mướp giảm giá. Tống Hy Thành nhíu mày nhìn rau củ héo rũ trước mắt. Tới quá trễ, đồ ngon đều bị người ta chọn hết rồi. Tế Ninh thoạt nhìn không chút để ý. Muốn ăn cá, rau có là được. Cậu xem rồi chọn đi, tớ đi mua dầu gội. Tống Hy Thành đảo mắt, tiện tay lấy vài trái mướp và quả cà, lại mua thêm hai con cá trích. Chờ xếp hàng làm cá xong thì Tế Ninh cũng đã đẩy xe trở lại. Đồ bên trong ụ lên một núi nhỏ, nhìn sơ qua thì thấy có hai thùng mì tôm, cà phê hòa tan cũng hai hộp. Cậu muốn tự sát xin cứ tự nhiên, trăm ngàn lần đừng kéo tớ theo. Tống Hy Thành tức giận. Tế Ninh nhận lấy đồ trong tay anh ném vào xe đẩy. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cậu nếu xưng là anh em của tớ, thì trong lúc gian nan khổ cực chẳng lẽ muốn bỏ tớ sống an nhàn một mình? Tống Hy Thành cười nhạt. Lúc cậu nhàn hạ thoải mái ở nhà uống rượu vang ngắm trăng, hình như cũng không có nhớ tớ tới đi. Tề Ninh không đáp lời, dư quang nhìn lướt qua, chỉ vào quầy thu ngân. Nhân viên quầy thu ngân bên kia nghiệp vụ thuần thục nhất, dòng người xếp hàng tương đối ngắn, mấu chốt là bọn họ mua số lượng ít, chúng ta qua bên kia. Lái xe về nhà, rửa rau nấu cơm, lúc hai người ăn là đã gần 8 giờ. Tống Hy Thành gấp một miếng cá trích cho vào miệng, khen ngợi bản thân. Trên đời này lại có người chiên cá ngon như vậy, quả thật là mỹ vị nhân gian, đầu bếp ở cảnh giới à. Tề Ninh cũng không tiếp lời, ngơ ngác nhìn mâm cá trích. Làm sao vậy? Hắn mỉm cười, chậm rãi nói. Tớ chỉ đang nghĩ, cá này hẳn là sống trong Trường Giang. Trùng hợp, trong bụng nó cũng có trứng cá. Cậu không cảm thấy tình huống đặc biệt giống nữ thi ngày hôm nay sao? Chương 3. Nửa đêm lúc 4 giờ, Tống Hy Thành trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra thì thấy không biết từ khi nào có người bắt ghế ngồi bên cạnh giường mình, không khỏi hoảng sợ, nhảy dựng lên rút cây súng từ dưới gối ra. Là tớ. Tống Hy Thành mới thả lỏng tâm, trả súng về chỗ cũ,
Mở đèn bàn lên, quả nhiên là Tề Ninh. Hắn là người rất xem trọng bề ngoài, nhưng bây giờ áo ngủ tùy ý mở, nút cũng không thèm cài, sắc mặt trắng bệch, tóc rối bù, lúc nhìn phớt qua còn tưởng rằng là kẻ lang thang nào lưu lạc đầu đường xó chợ. Tống Hy Thành tức giận, hơn nửa đêm không ngủ, lại không nói tiếng nào ngồi ở đây, cậu có tật hay là có bệnh? Có lẽ là do ngủ không ngon, ánh mắt Tề Ninh có điểm dại ra. Vừa rồi nhận được báo cáo kiểm tra thi thể, Lưu chủ nhiệm thực hiện suốt đêm. Tống Hy Thành nhíu mày, có tình huống mới sao? Trên cơ bản không có tiến triển gì mới, chỉ là số liệu chính xác so với dự đoán lúc trước. Cô gái này cao khoảng 1m58 đến 1m62, dáng người gầy, nguyên nhân tử vong. Thông qua giải phẫu là do bị ngạt, rất có khả năng là bị người ta bóp chết. Vậy còn thai nhi, Tống Hy Thành cũng tỉnh một nửa, Tề Ninh thở dài, 9 tháng. Tống Hy Thành nhíu mày, đừng nói cho tớ biết đây là nguyên nhân cậu mất ngủ, kiểu người tâm lý biến thái như cậu không có yếu ớt như vậy, vì một sinh mệnh chưa kịp đến thế giới bên ngoài mà ngủ không yên linh tinh, cậu đang lừa con nít sao? Không biết, Tề Ninh lau mặt, chỉ là trực giác của tớ cho rằng án tử này sẽ không thuận lợi. Bởi vì cậu có giác quan thứ 6 chính xác về phụ nữ, Tống Hy Thành nhịn không được thổ tào. Nhìn đồng hồ, đã 4 giờ 15 phút, Tề Ninh nhắm mắt dưỡng thần, ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một trận ác liệt. Tống Hy Thành không nói gì, cậu không có phòng sao, giường lớn hơn giường tớ, gối đầu thoải mái hơn của tớ, chăn quý hơn của tớ, cậu lại ngồi trên ghế của tớ làm gì? Tề Ninh không để ý đến anh, tự bồi bổ giấc ngủ. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào có thể thấy rõ hai vành mắt thâm dưới mắt hắn. Tống Hy Thành liền không nói gì nữa, ở cuối giường rút chăn ném cho y, xoay người đi ngủ. Ngày hôm sau vào tổng cục, còn chưa kịp nói chuyện, mọi người đã ngồi xuống mở cuộc họp. Tề Ninh tinh thần sáng láng nói lại tình hình địa điểm vứt xác ngày hôm qua hắn và Tống Hy Thành đến. Ngay sau đó lại hỏi, lão Trương, các anh có manh mối không? Trương Ái Dân là một người có kinh nghiệm lại chu đáo, là lão đồng chí thành thật, đứng lên nghiêm túc nói. Ngày hôm qua chúng tôi đã kiểm tra, dân số có hộ khẩu ở bản thị khoảng 12 triệu người, số người không có hộ khẩu thì gần 2 triệu. Nếu tính tới trường hợp mất tích, cả nước hàng năm có 8 triệu người mất tích, mà nơi cô gái đó sống có đến 7 triệu người. Kiểm tra tình hình dân số ở đó thật sự có chút khó khăn. Bành Cương ở bên cạnh chen vào. Tuy nhiên, ngày hôm qua anh cùng lão Trương đến nơi cô gái đó sống, ở đó các cô gái có số tuổi phù hợp, thời gian mất tích cũng phù hợp, có hơn 100 người, dân số trôi nổi. Tề Ninh gật đầu. Còn có người nước ngoài sinh sống. Như vậy, hai người giữ lại danh sách điều tra đi, có lẽ sau này chúng ta còn có thể dùng đến. Vất vả rồi. Hắn quay đầu nhìn Lã Thận Ngôn. Bên ngân kiểm nói gì? Lã Thận Ngôn người cũng như tên, nói chuyện luôn là nghiền ngẫm cẩn thận từng chữ một. Vớt lên cùng thi thể gồm có túi bọc thi thể kích thước 70x110cm, mấy món nữ trang, còn có vài cái áo khoác, quần dài 4 cái, quần ngắn 2 cái, áo ngắn tay 3 cái. Tề Ninh cắt lời hắn, chúng ta biết là có rất nhiều quần áo rồi, có gì khác không? Cái khác chính là hai bộ quần áo trẻ em, còn có đồ dùng cho trẻ nhỏ là bình sữa. Tống Hy Thành nhịn không được xen vào. Vậy cái túi bọc thi thể, quần áo sản xuất ở nơi nào? Lã Thận Ngôn cùng Phương Nana nhìn nhau, lắc đầu. Tề Ninh hạ lệnh, đi thăm dò, nhất là túi bọc, sản xuất ở đâu không quan trọng, mấu chốt là có bán ở những nơi nào. Hắn lại hỏi Tống Hy Thành, cậu đến sở nghiên cứu tâm lý học tội phạm, xem họ có thể căn cứ vào những tin tức đã biết, vẽ ra phác họa kẻ tình nghi hay không. Tất cả mọi người đều ghi nhớ nhiệm vụ của mình. Tề Ninh dùng ngón tay gõ mặt bàn. Án tử này thoạt nhìn bình thường, kỳ thật khá khó giải quyết. Mọi người nghĩ xem, cho tới bây giờ chúng ta cũng không liên hệ được người thân của nạn nhân để biết thân thế. Chỉ có cách duy nhất là lấy giám định từ chỗ pháp y, thông qua DNA đối chiếu tìm được thông tin thân phận người chết hoặc thai nhi. Mà trước mắt kho số liệu DNA còn chưa hoàn thiện, hy vọng cũng không cao, cho nên chúng ta chỉ có thể đi từng bước một, chờ tin tốt từ phía bên kia.
Tiếp theo, tin tức từ trong phòng pháp y truyền ra khiến cho tất cả mọi người rất uể oải. Vô luận là người chết hay là thai nhi đều không tìm được DNA phù hợp. Tế Ninh tuy rằng không cam lòng, nhưng chỉ có thể dẫn mọi người một bên tra các án tử khác, một bên chờ kết quả của pháp y. Cứ như vậy qua gần một tháng, lúc tất cả mọi người sắp sửa bỏ cuộc, Tống Hy Thành cảm thấy Tề Ninh càng ngày càng nôn nóng, rốt cuộc cũng có tiến triển. Hôm nay Tống Hy Thành ở căng tin ăn cơm cùng Lã Thận Ngôn và Bành Cương, vừa ăn vừa đùa giỡn một chút, đúng lúc bọn họ nói đến chuyện nhiều lúc xếp thật cổ quái, vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến. Tề Ninh ngắt thịt trên gáy Tống Hy Thành. Tống Hy Thành, cậu cùng tớ đến phòng giám định một chuyến. Tống Hy Thành bị sặc, oán giận, nhưng tớ còn chưa ăn xong. Cậu sắp thành heo rồi, không cần phải ăn nữa, đi. Những người còn lại nhìn bóng dáng Tống Hy Thành đuổi theo, hai mặt nhìn nhau. Lã Thận Ngôn yên lặng nói, các người có cảm thấy không, hình như tổ trưởng chúng ta ngoại trừ lúc phá án chỉ có một sở thích. Cái gì? Bành Cương ngơ ngác hỏi. Lã Thận Ngôn nhất thời có một loại cảm giác mình là cao nhân, khi mọi người đều say, chỉ có mình hắn tỉnh táo. Chính là sếp hình như đặc biệt thích khi dễ tiểu Tống, phải không? Nhưng anh cảm thấy quan hệ bọn họ rất cứng ngắc nha. Quên đi, không nói với anh, gỗ mục không thể khắc. Mà giờ phút này hai người hồn nhiên không biết chính mình đã trở thành đối tượng bát quái của người khác, đang ở trung tâm pháp y, nhìn vẻ mặt mệt mỏi lại khó kiềm nén hưng phấn của Lưu chủ nhiệm. Hai người phải biết, có nhiều lúc đối với tỷ lệ khá phù hợp, nhưng đại đa số đều là người có liên quan tới vụ án trước. Lúc trước chúng tôi giúp mọi người tìm ở kho số liệu cả nước nhưng không có thông tin người chết, cho nên chúng tôi chỉ có thể thay đổi mục tiêu, đi tìm cha ruột của thai nhi. Tề Ninh rất nhạy cảm, cho nên hắn có liên quan tới vụ án. Lưu chủ nhiệm gật đầu, đúng vậy, chúng tôi hầu như đối chiếu với số liệu mới nhất mỗi ngày. Từ kết quả mới nhất, có quan hệ cha con. Là người thế nào? Tống Hy Thành tính tình nóng nảy. Là người tỉnh Di, thành phố Hát, không nghề nghiệp, từng bị bắt giữ vì cờ bạc khiêu dâm. Lúc gần đây hình như là... Cô nhớ lại, bị tố cáo là tống tiền. Kỹ thuật viên Tiểu Vương đem bản vẽ trong máy mở ra, chỉ vào trục tung trục hoành cao thấp trên đó. Đây là thai nhi. Sau đó đóng trang, lại mở một trang khác. Đây là người bị tình nghi. Tề Ninh nói, hắn vẫn chưa được tính là người bị tình nghi. Nếu có cha khẩu cung thì hắn cũng chỉ thừa nhận mình là cha đứa nhỏ. Tiểu Vương nói thầm, không phải nói hắn vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của người chết và thai nhi trong bụng mới vứt xác sao? Hắn không phải người tình nghi thì là ai? Tống Hy Thành phì cười, xem ra án tử của chúng ta mang đến không ít đề tài cho tiệc trà của mọi người. Vương pháp y so ra còn biết nhiều hơn tôi. Tề Ninh cầm tư liệu cha ruột đứa nhỏ, vỗ vai Tống Hy Thành, đi thôi, triệu tập mọi người, nghiên cứu bước tiếp theo nên sắp xếp thế nào. Đúng rồi, đúng lúc mọi người sắp bước ra cửa, Lưu chủ nhiệm gọi bọn họ lại. Xin mọi người nhất định phải tra án tử này đến cùng, tìm ra manh mối. Tề Ninh nhìn thấy tia máu rất nhỏ trong khóe mắt cô, đột nhiên nhớ tới vị pháp y trong ấn tượng không thích cười nói trước mắt này. Thật ra tận đáy lòng cũng là một người mẹ hiền lành. Bất kể là ai, có thể hạ sát người đang mang thai, chính là thiên lý bất dung. Người như vậy nếu không đưa ra công lý, chúng ta còn có thể tin tưởng trên đời có nhân quả báo ứng sao? Xã hội này có luật pháp công bằng sao? Tề Ninh trấn an, cười, Lưu chủ nhiệm yên tâm, nếu án kiện có kết quả, tôi sẽ báo cho cô đầu tiên. Chương 4. Sau khi có kết quả ở phòng pháp y, thì buổi chiều cùng ngày, Tề Ninh dẫn theo Tống Hy Thành, Lã Thận Ngôn, Bành Cương và Hà Mộ khởi hành đi đến thành phố Hát. Năm người đàn ông chen chúc trên một chiếc xe cảnh sát. Tống Hy Thành sầu mi khổ kiểm lái xe. Tại sao chúng ta không ngồi tàu siêu tốc, lái xe đến thì xa, lại hao phí thể lực cảnh viên? Thoải mái làm ổ trên ghế lái phụ, Tề Ninh nghiêm trang. Tàu siêu tốc rất đắt, tớ làm tổ trưởng, có trách nhiệm tiết kiệm cho tổng cục. Tống Hy Thành cười nhạt, tính cả tiền đổ xăng với phí qua cầu, tớ không biết là lái xe sẽ giảm được bao nhiêu chi phí. Nói trắng ra là, tớ thấy cậu chính là muốn bóc lột sức lao động. Tề Linh lật xem ảnh chụp hiện trường,
đối với oán giận của Tống Nghi Thành có tai như điếc. Hung thủ này rất cẩn thận, nếu không phải tội phạm, tớ sẽ tán thưởng trình độ giáo dục cùng tố chất tâm lý của hắn. Tống Hy Thành liếc mắt nhìn tấm ảnh chụp máu me qua khóe mắt, không lên tiếng. Bành Cương là người thành thật hỏi: từ đâu nhìn ra phạm nhân này có trình độ giáo dục cao? Gõ gõ ảnh chụp, Tề Ninh không nhanh không chậm đáp: nghe nhóm ngân kiểm nói, mỗi một món đồ dùng sinh hoạt thay quần áo được vứt theo thi thể đều đã được dùng nhiệt độ cao tiệt trùng. Đừng nói đến những cái đặc thù như sợi tóc hay vân tay, ngay cả nhãn hiệu số đo đều đã bị sổ xé bỏ, hơn nữa lại được thả trôi trong nước hơn nửa năm. Hắn cười nhạo, tóm lại, bên ngân kiểm không thu hoạch được gì. Đương nhiên, nếu như là tôi giáp mặt với bọn họ thì chính là chỉ ra bọn họ vô năng. Tính cách hắn từ trước đến giờ luôn kiêu ngạo, người trên xe đã quen thuộc nên cũng không tính là kinh ngạc, chỉ có Tống Hy Thành là âm thầm lo lắng cho hắn. Dù sao trong xã hội này, cách ứng xử vẫn là một trong những điều cần thiết để sinh tồn. Cậu nghĩ quá nhiều, Tề Ninh đột nhiên nói. Tôn Hoàn Sinh bên ngân kiểm không phải tiểu nhân, hơn nữa cậu ta và tớ quan hệ không tệ. Tống Hy Thành gật đầu, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Ba người ở ghế sau liếc mắt nhìn nhau, Hà Mộ có chút hâm mộ cảm khái. Sếp thật sự là thông minh cái thế, tiểu Tống cái gì cũng chưa nói mà anh đã đoán được anh ấy nghĩ gì. Sự ngưỡng mộ của em đối với tổ trưởng như sông Trường Giang chảy mãi không dứt. Em cực kỳ tiếc hận vì sao lại gia nhập tổ chức vĩ đại chúng ta trễ như vậy. Lã Thận Ngôn cười cắt lời hắn. Người trẻ tuổi, ít xem phim hài Hồng Kông đi, ít nói mấy câu buồn nôn, cẩn thận không quen được bạn gái. Hà Mộ không phục, em đây không phải không có người để quen, mà là nhiều quá, căn bản quen không nổi. Mà anh thì có tư cách gì nói với em, không phải đều là FA hay sao? Lã Thận Ngôn lại bắt đầu cười giễu hắn. Tống Hy Thành nhìn qua kính chiếu hậu thấy bọn họ đùa giỡn, lắc đầu, lại nhìn Tề Ninh đã sớm chợp mắt ngủ say một bên, nhịn không được giảm tốc độ xe, lại chỉnh nhiệt độ điều hòa lên một chút. Đến cục cảnh sát thành phố H, rất nhanh đã có được sự hợp tác của cảnh sát địa phương. Tề Ninh lật xem sổ lý lịch hộ tịch trên tay, nhớn mày, quả nhiên đã kết hôn, hồ sơ phạm tội cũng khá dày đặc. Tống Hy Thành ở bên cạnh, thấp giọng đọc, Triệu Xuất, 37 tuổi, ở khu thành phố mới ở thành phố H. Ở khu đô thị mới của thành phố H, đã kết hôn, có một con, từ năm 2006 đến 2011, từng bị bắt giam trong trại giáo dục lao động vì chơi gái, đúng là cặn bã. Tề Ninh suy nghĩ, nhân thủ chúng ta có hạn, như vậy, Bành Cương và Tiểu Hà, hai người đi hỏi thăm quan hệ của Triệu Xuất, hàng xóm hoặc nhân thân các loại, quan trọng là điều tra xem có nữ nhân nào mang thai gần đây hay lui với hắn hay không. Về phần Thận Ngôn, cậu phụ trách điều tra từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, Triệu Xuất này có từng đến thành phố B không, nhất là bản ghi chép đi thuê phòng. Sau khi bọn họ đi, Tống Hy Thành nhìn hắn, chúng ta thì sao? Tề Ninh nhàn nhã ngồi ở trong phòng hồ sơ thành phố H, uống trà long tình, hưởng điều hòa. Chúng ta chờ tin tức của bọn họ. Tống Hy Thành có chút tức giận, cậu đây là ăn không ngồi rồi, ngồi không ăn bám sao? Sai sai sai, tớ là đang sử dụng hết thảy các manh mối có khả năng xảy ra để phân tích vụ án. Có đôi khi, có quá nhiều thông tin cũng không phải chuyện tốt, nó sẽ quấy nhiễu suy nghĩ chúng ta, ảnh hưởng phán đoán. Tề Ninh cầm ly trà trong tay đưa cho Tống Hy Thành. Với lại cậu hôm qua đã tăng ca một đêm, hôm nay lái xe 5 tiếng, nếu không nghỉ ngơi thì tớ đành phải giúp cậu báo cáo có người hy sinh. Tống Hy Thành cười, làm sao liệt sĩ cũng không có gì không tốt. Nghe nói tiền trợ cấp khá cao. Tề Ninh gương mặt tuấn tú tỏ vẻ không kiên nhẫn. Nói suối quẩy cái gì đó, được rồi, thảo luận vụ án đi. Ừ, vụ án phát triển đến bước này, chúng ta đã biết tin tức đại khái. Người chết bị giết hại từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, sau đó thả xác trôi sông. Khi chết đã có thai 9 tháng, đối chiếu với danh sách các sản phụ mang thai và đã sinh nở, đều là người ở thành phố này và người thành phố khác, cho nên chúng ta có thể biết sản phụ này không phải người địa phương hoặc là chưa từng tiến hành kiểm tra sức khỏe trước khi sinh. Tống Hy Thành nhíu mày, thông tin đầu mọi người đều biết, nhưng chuyện cô gái này không tiến hành kiểm tra sinh nở rất quan trọng sao? T
Tề Ninh hiếm khi không cười nhạo hắn. Tề Ninh hiếm khi không cười nhạo anh. Ít nhất có thể thu nhỏ phạm vi. Nếu người chết không phải người địa phương, vậy thì chính là bị đưa đến thành phố B giết chết, hoặc là chở thi thể đến thành phố B rồi vứt xác. Nếu người chết là người tạm trú thì có thể tình trạng kinh tế của cô gái này không tốt. Dù sao thì khả năng một sản phụ mà không đến bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe là quá nhỏ. Nhìn ánh nắng chói chang của ngày hè ngoài cửa sổ, Tống Hy Thành đột nhiên nhớ tới giấc mơ hồi còn học ở trường cảnh sát. Nhắc tới thật kỳ quái, thường lúc người ta mơ sẽ mơ thấy những người không ở gần mình hoặc chuyện xảy ra đã lâu. Nhưng người anh mơ thấy không phải ai khác lại chính là nhân vật ngồi đối diện anh thời đại học ở trường cảnh sát. Thật là không đức hạnh. Lúc đi học, hai người là bạn cùng lớp, cộng bạn cùng phòng, cộng đối thủ cạnh tranh. Khi đi làm lại ở trọ nhà tên này, mà kể từ khi được triệu hồi về tổng cục, từ sáng 7 giờ đến khuya 12 giờ, hầu như đều gặp nhau mỗi phút mỗi giây, gặp đến nhàm chán. Nhìn mặt hắn biết mà khiến anh cảm thấy quen thuộc hơn mặt mình. Gì mà ngay cả nằm mơ cũng thấy hắn chứ. Không hiểu lý do nên từng lén xem một số quyển sách, từ tâm lý học thuật đến thần bí khoa học kiểu Chu Công giải mộng. Phát hiện giải thích chung của chuyện này là trong sinh hoạt bị áp lực dục vọng nên ở trong mộng liền vội vàng đòi hỏi. Nhớ lại các tình tiết trong mơ, hơn phân nửa là cảnh mình và Tề Ninh gây hấn với nhau, thi đua hoặc đánh nhau kịch liệt. Tống Hy Thành cười trộm, quả nhiên mình rất muốn đánh Tề Ninh nằm bẹp dí, mà nguyện vọng chủ quan này cùng người nào đó sau khi thăng chức càng vô sỉ càng tăng cao. Không lẽ đã làm mình tẩu hỏa nhập ma? Đột nhiên, tiếng gõ mặt bàn truyền vào tai. Điên rồi sao? Khi không cười khúc khích. Tống Hy Thành nghiêm nghị, không có gì, có thể ngồi đối diện với lãnh đạo thảo luận vụ án là vinh hạnh của tôi. Tề Ninh hiếm khi buồn cười. Không có chuyện gì thì làm đúng kiểu hậu. Không có chuyện gì làm thì đừng học kiểu vuốt đuôi của Hà Mộ. Nói tiếp vụ án đi, chúng ta hiện tại tìm được cha của thai nhi. Nói cách khác, chúng ta chỉ còn kém một bước nữa là tìm được thân phận người chết. Cho dù hung thủ không phải là Triệu Xuất cũng có thể giúp chúng ta miêu tả ngoại hình những người có quan hệ với nạn nhân, từ đó tìm được nghi phạm chân chính. Trong mắt anh lóe lên hào quang, Tống Hy Thành bỗng dưng cảm thấy giờ phút này trong lòng anh đã chắc được 8 phần. Cửa vừa mở, Lã Thận Ngôn hai mắt đăm đăm đi vào, xoa huyệt thái dương. Sếp, tôi điều tra rồi, Triệu Xuất kia ở thành phố B chỉ thuê phòng có một ngày, là một khách sạn nhỏ, thời gian năm ngoái là ngày 22 tháng 4. Tề Ninh trầm tư chốc lát, gọi điện thoại. Bành Cương, các anh đã hỏi thăm được thông tin gì chưa? Bên kia dường như rất ồn ào, tiếng nói chuyện cũng rất sốt ruột, mà Tề Ninh mày càng nhíu càng chặt. Được, tiếp tục hỏi thăm, nếu cần thiết thì khống chế Triệu Xuất, không được để hắn rời khỏi thành phố H. Cúp điện thoại, Tống Hy Thành thân thiết nhìn y. Có tình huống gì? Đào ra quỷ rồi. Triệu Xuất là ác bá địa phương, thanh danh cực kém, mỗi lần bị bắt thả ra lại dạy mãi không sửa, vẫn tiếp tục tác oai tác quái. Hắn rất ít khi rời khỏi thành phố H, cho dù có sang thành phố khác thì cũng đi cách ngày, hôm sau trở về. Theo phản ánh của quần chúng, trong thời gian phát sinh vụ án, con hắn thi lên lớp, hắn ở lại thành phố H đưa đón con lên lớp học phụ đạo. Tống Hy Thành kinh ngạc. Hắn chỉ ở lại thành phố B một ngày. Nhưng điều này cũng nói lên có hai khả năng. Một là hắn dẫn người tới thành phố B rồi giết chết, hoặc hai là hắn đem thi thể người chết đến thành phố B thả trôi sông. Lã Thận Ngôn suy nghĩ, không bằng chúng ta đi điều tra xem Triệu Xuất có phương tiện vận chuyển công cụ hay không, hoặc xe riêng gì đó. Tống Hy Thành gật đầu, đúng vậy. Sau đó đến phòng giám sát và điều khiển đường cao tốc xem lại băng ghi hình, không chừng có bằng chứng. Hơn nữa nếu hắn đem thi thể vận chuyển đến thành phố B, trên xe có lẽ sẽ để lại vết máu. Tề Ninh không nói được một lời, ánh mắt có chút mê mang. Suy đoán của hai người hết thảy đều căn cứ vào một giả thiết, chính là nạn nhân bị Triệu Xuất giết chết. Nhưng nếu hung thủ không phải Triệu Xuất, y đứng dậy, cầm lấy mũ cảnh sát, lập tức khống chế Triệu Xuất. Thời gian càng dài, hy vọng phá án lại càng nhỏ. Tống Hy Thành nghĩ, theo tính chất này, thời hạn dài nhất chỉ có 12 tiếng, đủ không? Tề Ninh tựa tiếu phi tiếu. Tống Hy Thành, cậu nói cậu có gì tốt, cậu học luật tố tụng hình sự không tệ, nhưng cậu phải để ý, nếu là nghi án trong án kiện hình sự,
thì nhiều nhất chỉ được 12 tiếng, nhưng thẩm tra nhân chứng thì không có thời gian hạn chế. Nhưng mà lấy lời khai nhân chứng chỉ có thể ở đơn vị nhân chứng, nơi ở hoặc là địa điểm bọn họ chỉ định, đưa đến cục thẩm tra chỉ sợ ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Tề Ninh đứng dậy, cho nên tốt nhất trong vòng 12 tiếng phải tra xong, nếu không xong chúng ta cũng chỉ có thể đến nhà hắn tra. Triệu Suất tuổi không lớn, đầu húi cua, ăn mặt lôi thôi lếch thếch, mặt mày dữ tợn, ngồi trên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng thẩm vấn, thoạt nhìn có chút hoang mang lại có chút quen thuộc. Ngồi đối diện với hắn là Tề Ninh, Lã Thận Ngôn và Bành Cương. Tề Ninh chủ thẩm, Lã Thận Ngôn phó thẩm, Bành Cương ghi chép. Ngoài cửa, Hà Mộ lén túm Tống Hy Thành lại. Anh nói kiểu tóc đó của hắn có phải từ trại giam ra hay không? Tống Hy Thành nheo mắt đánh giá, nhìn mái tóc tiêu hồn kia, góc độ không thể phục chế, linh cảm tạo mẫu không thể tưởng tượng. Anh cảm thấy hẳn là xuất phát ở nhà giam Long Đàm. Tiếng bọn họ thì thầm dường như lớn hơn so với dự kiến, thế nên mọi người bên trong đều quay đầu qua nhìn. Chẳng qua trên mặt Triệu Suất có chút xấu hổ quẫn bách, Lã Thận Ngôn bọn họ cười trộm, Tề Ninh mặt lạnh quát lớn, cút. Đảo mắt, Tống Hy Thành lôi Hà Mộ ra ngoài cửa. Lãnh đạo phát uy, chúng ta vẫn là thức thời đến phòng quan sát đi. Lã Thận Ngôn bắt đầu hỏi, biết vì sao hôm nay chúng tôi lại gọi tới không? Triệu Suất khẩn trương lắc đầu, trưởng quan, tôi dạo này thật sự cái gì cũng không làm, tôi là lương dân, thật sự. Bành Cương đang ghi chép bật cười, Lã Thận Ngôn thẹn quá hóa giận. Anh cho là đang diễn kịch não tàn sao? Mời nhớ kỹ, nơi này là thành phố Hát, mà chúng tôi là cảnh sát nhân dân, không phải hoàng quân hay nhật ngụy. Phải phải, cảnh sát, đồng chí cảnh sát, gần đây tôi vẫn an phận thủ thường, thành thật công tác, làm người kiên định, thành thật thủ tín. Lã Thận Ngôn cắt lời, bớt nói nhảm đi. Nghe tôi hỏi, gần đây có đi qua thành phố B không? Gần đây, trong vòng 1 năm. Triệu Suất suy nghĩ, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Có một lần tôi đến thành phố B, hình như là năm ngoái, lúc đó đi công tác. Ở thành phố B anh có tình nhân cố định không? Triệu Suất thề thốt phủ nhận. Trời đất chứng giám, đồng chí cảnh sát, các người có thể thẩm vấn tôi, nhưng không thể bôi nhọ tôi. Tôi là người đã có vợ, sao có thể ở sau lưng vợ mình làm loạn bên ngoài? Lã Thận Ngôn lạnh lùng nói. Nói dối, tôi nói cho anh biết, trước đó không lâu, chúng tôi mới. Tề Ninh nãy giờ vẫn trầm mặc cắt lời, phòng ngừa lộ ra nhiều chi tiết vụ án. Khoảng tháng 4 năm ngoái, anh rốt cuộc có phát sinh quan hệ bất chính với cô gái trẻ nào hay không? Tống Nghi Thành và Hà Mộ đang theo dõi trong phòng quan sát thiếu chút nữa cười. Hà Mộ uống nước nói, em nói chứ, tên này cũng quá bỉ đi. Kỳ thật tên này nên đi làm diễn viên, sếp bọn họ hỏi một câu, hắn liền trả lời loạn thất bát tào 3 câu. Em thấy sang năm cũng hỏi không ra. Tống Hy Thành cũng dở khóc dở cười. Tên này thường xuyên ra vào cục cảnh sát, anh thấy hắn đã tích lũy được kinh nghiệm hỏi ngược lại trinh sát. Mặt khác anh thấy Tề Ninh với bản mặt thanh cao thật sự không thích hợp thẩm vấn đề tài hương diễm như vậy. Cái này gọi là gì? Quá nhạy cảm. Hà Mộ đột nhiên kéo Tống Hy Thành. Anh xem. Không biết có phải thiên lý nhãn hay không, Tề Ninh đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn lên camera vượt nối với phòng quan sát. Tống Hy Thành nhún vai, quả nhiên không thể nói xấu sau lưng người ta, chăm chú nghe đi. Triệu Suất ánh mắt lóe lên, đồng chí cảnh sát, tôi biết lúc trước tôi có tiền án, nhưng mà các người không thể vì vậy mà hoài nghi nhân phẩm của tôi. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, trải qua giáo dục của chính phủ cùng nhóm đồng chí cảnh sát, hiện tại tôi đã hối cải một lần nữa làm người, thật sự. Biểu tình Lã Thận Ngôn đã có chút dữ tợn. Tôi không muốn nói vòng vo với anh nên biết, nếu không có chuyện phát sinh, chúng tôi sẽ không cho người bắt anh. Hiện tại trả lời tôi, anh rốt cuộc có ở thành phố B làm mấy chuyện loạn thất bát tao hay không? Tháng 4 năm trước ở thành phố B làm gì? Tôi thật sự không có, các người cũng không thể tùy tiện oan uổng người khác, huống chi các người hỏi cái này làm gì? Là tôi đang hỏi anh, không phải anh đang hỏi tôi. Triệu Suất có chút vô lại gây mất trật tự, được rồi. Tháng 4 năm trước tôi đi làm ở một công ty nước ngoài, công ty phái tôi đến thành phố B, lúc ấy còn có một đồng nghiệp khác, chúng tôi ở một đêm, ngày hôm sau làm xong chuyện thì trở về, không tin các người có thể đến công ty hỏi. Không biết là do mệt mỏi hay là nghe lời nhàm chán, Tề
Tề Ninh có chút chán ghét cúi đầu lấy di động ra. Túi áo Tống Hy Thành rung rung, cậu lấy di động ra, nhìn rồi nói, đi, Tiểu Hà, chúng ta tới công ty Thuận Thành, trong hồ sơ triệu xuất có. Một giờ sau, Tống Hy Thành và Hà Mộ đã ngồi trong phòng tiếp khách của công ty Thuận Thành. Người tiếp bọn họ là quản lý bộ ngoại giao, bộ dạng nhìn không tệ. Hai đồng chí cảnh sát, không biết chúng tôi có thể giúp được gì cho hai vị? Tống Hy Thành đi thẳng vào vấn đề, là như thế này. Chúng tôi đang điều tra một trọng án, cần mọi người trợ giúp. Quản lý gật đầu, đương nhiên có thể. Vậy là có người trong công ty liên quan tới vụ án sao? Có một người tên Triệu Xuất từng làm việc ở công ty các người, không biết anh còn nhớ không? Trong ấn tượng hình như là có, nhưng người này tay chân không sạch sẽ, năng lực cũng có hạn, cho nên lúc sau chúng tôi đã đuổi việc hắn. Hà Mộ cười tủm tỉm hỏi, vậy có thể giúp chúng tôi kiểm tra tháng 4 năm ngoái, công ty điều ai cùng hắn đến thành phố B đi công tác hay không? Nếu được có thể cho chúng tôi gặp người đó không? Hà Mộ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tự xưng là gặp người thích hoa gặp hoan. Tự xưng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, gặp xe quỷ xe hoa gặp hoa nở, gặp xe quỷ quay đầu. Mà thực tế cũng đúng như vậy. Quản lý kia được hắn thổi phồng 2-3 câu đã lập tức vui vẻ đi kiểm tra tình hình cụ thể dùm hắn. Tống Ghi Thành liếc mắt nhìn Hà Mộ, thật giỏi, làm cảnh sát quả thật đáng tiếc. Hà Mộ hai mắt tỏa sáng, anh cũng cảm thấy em hẳn là nên đi bộ ngoại giao đúng không? Tống Ghi Thành tựa tiếu phì tiếu, sai rồi, nơi có thể cho cậu chân chính phát huy kinh thế vĩ lược là... Không biết có phải gần mực thì đen hay không? Biểu tình của Tống Hy Thành khiến cậu không hiểu sao nhớ tới Tề Ninh, vì vậy thức thời. Cảm giác nói cho em biết, em không muốn nghe. Xa xa tiếng bước chân quản lý đến gần, Tống Hy Thành đứng dậy nghênh đón. Văn phòng phố hoặc ủy ban phường nhất định rất hợp với em. Hai vị đồng chí, là như vậy, người lúc đó đi cùng hắn đúng lúc đổi ca hôm nay, tôi đưa địa chỉ với phương thức liên lạc cho hai người. Hà Mộ nhận bằng hai tay. Ngày nay các lãnh đạo chịu phối hợp giúp đỡ chúng tôi giống như ngài càng ngày càng hiếm thấy. Nếu mọi người đều có giác ngộ giống như ngài, xã hội sẽ sớm hài hòa. Ngài yên tâm, tin tức cá nhân ngài tiết lộ chúng tôi sẽ giữ bí mật. Quản lý cười xuân hoa nở rộ. Cảnh sát toàn tâm toàn ý vì dân phục vụ giống hai người như vậy cũng không nhiều. Chịu không nổi cảnh bọn họ thổi phồng cho nhau, Tống Nghi Thành đi qua một bên gọi điện cho Tề Ninh. Vang lên mấy tiếng, thanh âm luôn ỉu xìu của Tế Ninh mới truyền lại. Có kết quả gì? Tìm được người đi cùng hắn, bọn tôi chuẩn bị xuất phát tới đó. Vậy nhóm các cậu tốt nhất nhanh một chút, thời gian cấp bách, chúng ta chuẩn bị thẩm tra đêm. Tống Y Thành chuẩn bị cúp điện thoại, Tế Ninh lại nói một câu. Trong cái túi màu cà phê có đồ ăn, thừa dịp Hà Mộ không để ý, cậu ăn một chút đi. Tống Hy Thành bật cười, sao phải tránh cậu ấy, cứ cùng nhau ăn đi. Để hắn ăn no nói nhảm sao, rồi cúp điện thoại. Chương 6. Người đồng nghiệp kia có vẻ rất kháng cự bọn họ, dùng lý lẽ hay tình cảm để nói chuyện đều không được. Cuối cùng Tống Hy Thành nổi giận, đẩy cửa xông ra ngoài. Hà Mộ, hiện tại cậu trở về lấy lệnh bắt người, có người không phân biệt tốt xấu, phải bắt ra mới chịu phối hợp. Nặng nề bước ra ngoài, Tống Hy Thành đứng dưới lầu chờ đến... Đếm thầm 60 giây, quả nhiên Hà Mộ gửi tin nhắn cho anh. Hắn đồng ý. Trở lại phòng, Hà Mộ đã bắt đầu lần lượt ra câu hỏi. Lúc anh và hắn công tác tại thành phố B, ban đêm hắn có ở trong phòng không? Là như vậy, công ty chúng tôi mỗi lần cử đi công tác ngoại trừ có yêu cầu đặc biệt đều ở cùng một phòng, tuy tôi không ở cùng hắn. Nhưng tôi có thể khẳng định hắn không rời khỏi phòng. À, lý do? Ánh mắt người nọ có chút trốn tránh. Này... Hà Mộ liếc nhìn Tống Nghi Thành. Tống Nghi Thành ngồi trước mặt hắn, nghiêm túc nói, tôi có thể cam đoan với anh, trừ phi là chuyện xâm phạm nghiêm trọng tới pháp luật, thì vi phạm không quá mức của anh tôi sẽ xử lý nhẹ. Được rồi, đêm đó tôi muốn tìm hắn tổng hợp lại các đề mục. Khi tôi tới tìm, kết quả phát hiện trong phòng hắn có một cô gái, hơn nữa giường rất hỗn độn. Tống Hy Thành cùng Hà Mộ nhìn nhau, tim gần như sắp nhảy ra. Sau đó?
Sau đó, người nọ hạ quyết tâm. Tôi nói trước, chuyện này tôi chỉ nhìn thấy thôi, không có tham gia với bọn họ. Các người cũng đừng nói cho Triệu Xuất, tôi sợ hắn trả thù. Có thể. Bọn họ hình như đang mua bán thuốc phiện. Triệu Xuất bảo tôi hút, bị tôi uyển chuyển từ chối. Tống Nghi Thành cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn không sợ anh báo cảnh sát hay nói cho người khác sao? Hắn không uy hiếp anh. Người nọ tựa hồ có chút xấu hổ. Tôi đã đảm bảo với hắn, cam đoan tuyệt đối không nói ra ngoài. Về phần uy hiếp thì rất không có khả năng, bởi vì trong công ty tôi có chút quan hệ. Đương nhiên, nếu tôi hại hắn ngồi tù thì phải là một chuyện khác. Cho nên cảnh sát, đồng chí cảnh sát, hai người trăm ngàn lần không thể nói với hắn chuyện này là tôi nói. Hà Mộ trấn an. Sẽ không, anh yên tâm. Cô gái kia có gì đặc biệt không? Nói thế nào? Đó là điểm tôi thấy kỳ quái. Cô gái đó đang mang thai. Triệu Suất gọi cô ta là chị Phương. Mang thai? Hà Mộ la lên. Tống Hy Thành trừng hắn. Nếu có tình huống khác hãy lập tức liên hệ với chúng tôi. Trở lại cảnh cục thành phố hát, Tống Hy Thành liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tề Ninh đang đứng ở hành lang uống cà phê, mặt không chút thay đổi. Ăn chưa? Tề Ninh nhìn cậu, lắc đầu. Còn cậu? Bất đắc dĩ cười, Tống Hy Thành giơ di động lên. Giao hàng tận nơi đi. Tề Ninh cũng cong khóe môi. Tôi đang chờ mong biểu tình bọn họ khi nghe thấy địa chỉ giao hàng cục cảnh sát thành phố. Nói chuyện điện thoại xong, Tống Hy Thành nhẹ giọng hỏi. Manh mối đồng nghiệp Triệu Xuất cung cấp vô dụng sao? Cậu thấy thế nào? Đồng chí Tề Ninh này có một khuyết điểm cực lớn, đó chính là hắn chưa bao giờ tôn trọng ý kiến người khác. Nhưng không biết là xuất phát từ xem trọng bạn đồng học hay là kiêng kỵ người bao toàn bộ việc nhà, mà lời Tống Hy Thành nói ra ngược lại hắn có thể nghe vài phần. Tống Hy Thành nhíu mày. Nạn nhân kia có phải là cô Phương không? Tề Ninh quả quyết. Không có khả năng. Cậu nghĩ xem, khi đó ngoại hình cô Phương kia đã để lại đặc thù cho người khác biết mình mang thai. Nói rõ cái thai đã ngoài 3-4 tháng, mà ở thời điểm đó nạn nhân chỉ mới mang thai. Các cậu không hỏi Triệu Xuất sao? Hắn một mực khẳng định không quen cô Phương đó, sau lại bị ép hỏi mới khai thật. Hắn quả thật đã từng gặp qua, sau đó lại không chịu nói. Hai bên rất cương. Tớ ra ngoài nghỉ ngơi một lúc. Dưới ngọn đèn mờ, gương mặt của hắn và Tống Nghi Thành đều bị bao phủ trong bóng đêm. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng lại khiến người khác cảm thấy vô cùng an tâm. Tề Ninh cảm thấy nôn nóng trong lòng nháy mắt bình phục rất nhiều, nhịn không được tự giễu cười cười. Tống Nghi Thành rất mẫn cảm. Chẳng lẽ cậu có nhận định rồi? Ừ, Tề Ninh gật đầu. Không biết vì sao, thẩm vấn được một nửa, tớ có cảm giác tuy rằng Triệu Xuất này làm rất nhiều việc xấu, nhưng hắn không phải loại người động thủ giết người. Bởi vì loại người dạy mãi không sửa này rất am hiểu và biết cách quan hệ với cảnh sát. Kỳ thật so với người thường càng hiểu rõ pháp luật hơn, cũng biết tính nghiêm trọng của từng việc hắn làm, cho nên bọn họ sẽ không ngừng khiêu chiến pháp luật. Nhưng nếu không bị bất đắc dĩ, thường sẽ không vi phạm án kiện hình sự nghiêm trọng. Anh Giai giao KFC tận nơi run rẩy gọi điện thoại. Đồng chí cảnh sát, tôi đi vào không tiện, thức ăn đã gửi phòng thường trực, các anh có thể xuống đây lấy không? Tôi phải lấy chữ ký khách hàng. Tề Ninh nâng cầm ra dấu chỉ về phía hành lang. Tống Hy Thành nhận mệnh, yên lặng chạy xuống phòng thường trực. Sếp, không nên khi dễ người như vậy. Hy Thành tuy rằng thành thật, nhưng cũng không phải nô dịch đúng không? Hà Mộ bước ra ngoài, trong tay cầm cái bánh trứng rán, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu. Tề Ninh nhìn cũng không nhìn. Chuyện cô Phương kia, bên trong đã hỏi ra gì chưa? Hà Mộ đang nhai đáp không rõ ràng. Không có. Nhưng đột nhiên em nhớ tới mấy ngày trước, anh bảo em đi điều tra các quan hệ của hắn, có một tình huống em đã quên nói. Tề Ninh quay đầu, ánh mắt lạnh đến mức muốn đem người khác đóng băng. Hà Mộ, tôi nhắc nhở cậu một lần nữa, thái độ công việc của cậu khiến tôi rất khó chịu. Tôi nhớ rõ cuối năm trước đã tìm cậu nói chuyện, từng cho cậu 3 cơ hội, hiện tại cậu đã dùng hết một lần. Hà Mộ lơ đễnh, không phải vì em cảm thấy vô ích nên không nói sao? Nếu anh muốn xử phạt em, ít nhất cũng phải chờ phá xong án này đúng không? Ném túi ni lông vào thùng rác, tiếp tục nói. Quan hệ vợ chồng bọn họ rất kỳ quái. Hắn dạy mãi không sửa, thường xuyên loạn kỷ cương trái pháp luật, nhưng vợ hắn vẫn không ly hôn.
Hắn cũng xem như ngoan ngoãn phục tùng với vợ, cũng rất coi trọng gia đình, nhất là đứa con. Mỗi lần hắn bị giáo dục lao động giam giữ, hắn đều nói vợ mình gạt con nhỏ, nói hắn đi công tác, cho nên trong lòng con hắn, hắn vẫn là một người cha có sự nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, là một người đàn ông tốt. Tề Ninh cười lạnh, con người thật sự rất kỳ quái, cho dù bên ngoài miệng lưỡi có bén nhọn cỡ nào, phàm là người đều có nhược điểm, cũng không chịu nổi một kích. Hà Mộ, cậu đi nói Lã Thận Ngôn ngả bài với Triệu Xuất, nếu hắn không thành thật khai báo tình huống có liên quan, chúng ta sẽ mời con hắn cung cấp thông tin. Sếp Anh Minh, Hà Mộ còn muốn tiếp tục vuốt mông ngựa, Tề Ninh lại lạnh lùng liếc hắn. Hắn liền giả bận rộn chạy vào phòng thẩm vấn, mật báo cho Lã Thận Ngôn. Tề Ninh thỏa mãn dựa vào lan can, nhìn hướng cầu thang, lập tức có tiếng bước chân truyền tới. Tống Khi Thành vui vẻ giơ túi thức ăn lên. À, nhóm Hà Mộ đâu? Có cần gọi bọn họ ăn chung không? Không cần, Hà Mộ ăn rồi. Ngược lại có thể chừa một chút cho Lã Thận Ngôn. Tề Ninh nhận lấy cái túi, rất kén chọn soi mói một phen, cuối cùng chỉ lấy cá thanh. Tống Nghi Thành rất kỳ quái, cậu hôm nay không ăn gà rán? Tề Ninh từ chối cho ý kiến, chẳng lẽ tớ biểu hiện rất thích ăn sao? Tống Nghi Thành giận dữ, vậy cậu còn dành với tớ? Tớ là chủ thuê nhà của cậu, còn là sếp của cậu, thỉnh thoảng nếm thử món cấp dưới thích ăn, chẳng lẽ rất kỳ quái sao? Tống Nghi Thành bất đắc dĩ, không thể nói lý với cậu mà, thật là. Tề Ninh cũng không nói nữa, hai người hầu như cả ngày chưa ăn, nên nhất thời vùi đầu vùi cổ ăn, nếu người ngoài cuộc mà nhìn thấy, còn tưởng rằng nhịn đói 3 năm rồi. Sếp, có kết quả. Hà Mộ chạy đến, có chút oán niệm nhìn cái đùi gà rán lóe sáng trong tay Tống Nghi Thành, nói. Tề Ninh không dành quan tâm. Là như thế này, cô Phương kia là một người bạn hắn quen biết, lúc trước từng làm tú bà tại câu lạc bộ đêm, cũng từng nghiện ma túy. Ngày đó gã ở thành phố B, cô Phương kia tới hỏi mua chút hàng, thuận tiện dẫn theo gái cho hắn. Hắn không chống cự được dụ hoặc nên đã làm chuyện hối hận suốt đời. Thấy Tề Ninh bọn họ biểu tình như buồn nôn, hắn liền nhanh chóng thanh minh. Đó là nguyên văn gã nói, không phải em à. Tề Ninh nhíu mày, hắn biết tên cô gái đó không? Hà Mộ buông tay, không biết, hình như là Tiểu Lan gì đó, cụ thể có thể hỏi cô Phương kia. Tề Ninh lau miệng, chỉ vào cái túi, còn lại cho cậu. Làm mặt quỳ sau lưng hắn, Hà Mộ đi tới bên cạnh Tống Nghi Thành, nhìn vào trong túi, liền nhịn không được hào hứng lên. Trong đó có 5 cái hộp gói 8 cái cánh gà, 2 xiên gà, 3 cái ức gà. Chương 7. Tề Ninh đẩy cửa đi vào, Lã Thận Ngôn đang tra hỏi, vậy cô Phương đó sau này làm gì? Anh biết không? Triệu Xuất đã hoàn toàn buông bỏ kháng cự, suy sụp. Chị ta lúc trước là bà chủ câu lạc bộ đêm Túy Sinh Mộng Tử ở thành phố B, có chút giao tình với tôi không thường đến thành phố B, nhưng mỗi lần tới tôi nhất định sẽ tìm gặp. Sau đó, hôm đó mọi người cùng nhau đập thuốc, không phải ma túy, chỉ là thuốc lắc phổ thông. Lúc đang hai, chị Phương liền đề nghị, nói đúng lúc có mấy cô gái, lúc trước từng làm ở câu lạc bộ đêm, hôm nay đến đây tìm nàng. Tâm tình không tốt muốn tìm việc vui, tôi lúc ấy thần trí không rõ nên đáp ứng. Sau, Tề Ninh mở miệng, vậy sau đó cô Phương đi đâu? Anh biết không, tên thật của Tiểu Lan là gì? Sau đó chị ta sinh con, rồi hoàn lương, tôi cũng không liên hệ nữa. Còn Tiểu Lan kia hình như từng nói tên thật cho tôi biết, nhưng thời gian qua lâu như vậy, tôi thật sự không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là người tình S hay tình H gì đó. Nhà nghèo không có tiền đi học, nên cô ấy đi làm công, còn phải trả học phí cho em trai, cũng rất khó khăn. Trên mặt Triệu Xuất xuất hiện một thần sắc không đành lòng. Vậy Tiểu Lan đã phạm tội hay đã xảy ra chuyện? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lã Thận Ngôn do dự nói. Bởi vì án kiện còn đang trong quá trình điều tra, cho nên chúng tôi không thể tiết lộ. Xét thấy anh có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ, cũng không có động cơ gây án, chúng tôi quyết định tạm dừng thẩm vấn. Nhưng anh vừa mới nhận tội, anh là nghi phạm có liên quan tới ma túy, cho nên cục cảnh sát thành phố H sẽ tiếp tục triển khai điều tra chuyện này. Trong mắt Triệu Xuất có chút oán giận, trầm mặc bị hình cảnh địa phương dẫn đi. Sếp, bây giờ chúng ta làm gì? Bánh Cương thu thập xong laptop và sổ ghi chú, yên lặng đặt câu hỏi.
Tề Ninh nhìn Hà Mộ. Cậu hôm nay căn bản không có làm gì, hiện tại tinh thần thế nào? Hà Mộ lập tức giả bộ ngồi phịch trên ghế. Tổ trưởng, em hiện tại đầu choáng mắt hoa, thắt lưng thì đau nhức, hai mắt sắp biến thành màu đen. Tống Nghi Thành mở lời. Kỳ thật tớ cũng không phải mệt lắm, nếu không tớ lái cho. Tề Ninh không chút để ý. Hà Mộ lái xe, chúng ta suốt đêm quay về thành phố B. Sau đó Lã Thật Ngôn gọi điện thoại cho Lão Trương, để bọn họ đi điều tra túy sinh mộng tử, nhất định phải tìm được tung tích cô Phương kia. Vì vậy sau khi ở lại thành phố H 15 tiếng, đoàn người lại một lần nữa bước lên hành trình. Tề Ninh nhắm mắt lại dựa vào cửa sổ, lắc đầu lắc lư theo xe sóc này. Tống Nghi Thành vỗ vỗ và hắn. Tề Ninh, nếu không cậu ngồi ghế lái phụ đi, ít nhất sẽ thoải mái hơn chút, cậu cũng đã lâu không ngủ rồi. Đúng vậy, Bánh Cương ngồi phía trước cũng quay đầu, phía sau ba người lớn chen chúc, nghẹn chết được, làm sao mà ngủ. Tề Ninh không trợn mắt, tôi nói mọi người có phiền hay không, vốn sắp ngủ được rồi, còn bị mọi người đánh thức. Dường như vấp một cái rãnh, xe giật nảy, đầu Tề Ninh cốp một tiếng va vào cửa kính, làm Tống Nghi Thành sợ hết hồn. Tề Ninh mở mắt, hình như có chút tức giận, quay đầu dựa vào trên người Tống Nghi Thành, có đệm dựa hình người, một lúc sau liền ngủ ngon. Lã Thận Ngôn tấm tắc nói, không ngờ sếp thế nhưng cũng là giai cấp bóc lột nha, khuynh hướng hưởng lạc tràn trong tổ chúng ta. Tống Hy Thành có chút câm nín, ngồi ngay ngắn để Tề Ninh dựa vào, cũng không nói thêm gì. Đại khái qua hơn một giờ, đang lúc Tống Hy Thành mơ màng sắp ngủ, đột nhiên có một giọng hát phi thường bén nhọn truyền đến, tiếng nam ca sĩ thét chói tai khàn cả giọng. Hà Mộ lắp bắp kinh hãi, xe lượn một vòng chữ S trên cao tốc. Tề Ninh không có phản ứng, Tống Hy Thành bất đắc dĩ, tay đưa vào túi hắn lấy điện thoại ra. Alo, tôi là Tống Hy Thành. Đối diện hình như là Lão Trương, giọng nói còn rất vui vẻ. Là cậu sao? Chuyển lời với tổ trưởng, bọn anh đã tra được tung tích của cô Phương kia, tên thật là Hứa Phương, nay đã trở về quê nhà ở thành phố V kép. Địa chỉ cụ thể anh sẽ lập tức gửi tới cho các cậu. Mọi người có chuyện gì nhớ lập tức nói cho anh biết. Được, cúp điện thoại, đã thấy Tề Ninh mở mắt từ khi nào, nhìn chằm chằm đỉnh xe ngẩn người. Tống Hy Thành nhìn hắn, nghe thấy hết rồi. Tề Ninh ừ một tiếng, nghĩ nghĩ. Hà Mộ, chúng ta lập tức tới thành phố V kép, để Lão Trương bọn họ ở lại thành phố B đợi lệnh. Lúc bọn họ đến thành phố V kép thì đã gần 11 giờ. Tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt, vì thế tìm một nhà khách nghỉ ngơi. Khi Tống Hy Thành bước ra ngoài lau khô tóc, Tề Ninh đang không yên lòng bấm kênh truyền hình. Tớ tưởng cậu đang phân tích vụ án. Tề Ninh dương mắt nhìn anh, xa xăm ngâm thơ. Ngọc nhân dục xuất tân trang tẩy, tạo hóa khả năng thiên hữu ý. Tống Hy Thành dùng mình quét mắt nhìn lên tivi. Tớ nói kịch não tàn xuyên Việt vẫn là ít xem chút đi. Đài IMGO cản trở sức khỏe và tinh thần của con người quá. Tề Ninh lấy điều khiển ném cho cậu, nằm ngã lên giường, hai mắt mở to, một chút cũng không buồn ngủ. Xong rồi, trên xe ngủ lâu quá, hiện tại ngủ không được. Tống Ghi Thành sung sướng khi người gặp họa. Tớ thì rất mệt, cậu cứ từ từ suy nghĩ thi từ ca phú nhân sinh triết học đi, ngủ ngon. Anh thật sự rất mệt, nằm một lúc liền mơ màng ngủ, chỉ nhớ mang máng có người tắt tivi, tắt đèn. Giấc mộng mấy ngày không quấy rầy nay lại đúng hạn mà đến, địa điểm lần này là phòng ngủ cảnh giáo. Tề Ninh đang cúi đầu viết bài tập, biểu tình trước sau như một, cửa phòng ngủ bị đá mở, một cặp lồng đựng cơm nóng hầm hập đặt trên bàn. Tôi cảnh cáo cậu, họ Tề kia, bắt đầu từ tuần sau, mời cậu tự lo liệu cuộc sống, tự mình lấy cơm lấy nước giặt quần áo xếp chăn xếp gối. Tề Ninh không chút để ý mở comment ra nói. Bạn học giúp đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ không được sao? Bạn học, thật sự là phúc khí của tớ. Có thể làm bạn học với cậu, thật sự là phúc khí tám đời nhà tớ. Có thể làm bạn cùng phòng với cậu, thật sự là tích 500 năm thiện quả. Kiều Ninh xì một tiếng bật cười. Tề Ninh xì một tiếng bật cười. Hắn vốn đã rất đẹp trai, ngày thường lại trầm mặc ít lời. Bất ngờ cười một cái, nhất thời như băng tuyết tan ra, hoa trên núi chợt nở. Cảm giác có thể tạo thành lực đánh khổng lồ vào thị giác. Người đối diện hắn còn đang lải nhải. Tề Ninh, tớ nói cho cậu biết, Tống Hy Thành tớ không phải là đứa ở nhà cậu.
Anh chợt bừng tỉnh, trên trán toàn mồ hôi lạnh mà đèn phòng đã mở. Tề Ninh sắc mặt phức tạp nhìn anh. Chỉ có ở trong mơ cậu mới dám đem lời thật lòng nói ra sao? Tống Nghi Thành lắc đầu. Tề Ninh, có phải tớ bị mất trí nhớ không? Tề Ninh sừng sốt. Mất trí nhớ? Cậu lúc trước làm gì mà mất trí nhớ? Không phải, tớ gần đây hay nằm mơ. Tề Ninh cười lạnh. Tớ biết, trong mơ còn không quên nguyền rủa tớ. Thật sự là anh em tình thâm. Không phải, tớ thật tình thảo luận với cậu. Thù mới nợ cũ gì gì đó, có thể gác lại hay không hả? Tề Ninh nhún vai, Tống Khi Thành tiếp tục nói. Nói như thế nào đây? Dạo này luôn mơ thấy chuyện cũ. Cứ theo đà này, tớ cảm thấy trong vòng 2 tháng có thể xem hết cuộc sống giáo cảnh, cảnh giáo của tớ đấy. Là giấc mơ dạng gì? Tống Nghi Thành đột nhiên ấp úng. Cũng không có gì. Chỉ là một ít chuyện vụn vặt về học tập sinh hoạt. À, trong đó có tớ sao? Tề Ninh đè thấp giọng, ngữ khí uy hiếp. Tống Nghi Thành cười mỉa. Đương nhiên là có. Cậu thành tích nổi trội xuất sắc. Tớ ở trong mơ luôn bận rộn học tập cậu. Tề Ninh đứng dậy lấy ly nước ấm cho anh. Thật là vinh hạnh. Tớ đoán tớ cũng tích được 500 năm thiện quả mới may mắn có được người ở như cậu, đúng không? Thở dài, Tống Hy Thành nhận lấy ly nước. Đã biết rồi còn cố hỏi. Nhìn chung thì giấc mơ này cũng không tệ, để tớ nhớ lại một khắc huy hoàng của mình. Tề Ninh biểu tình quỷ dị. Tống Hy Thành giải thích. Cậu phải biết rằng, nếu tớ nói cho bọn Hà Mộ biết năm đó tớ bất khuất như thế nào, đấu tranh vượt mọi khó khăn gian khổ vì cậu, bọn họ khẳng định sẽ bội phục tớ sát đất. Không phải ai cũng có cơ hội nói móc trêu chọc đả kích cậu đâu, còn được đạp rồi tấn cậu, rồi tẩn cậu mấy cái. Đãi ngộ này, nhiều năm rồi tớ không được hưởng. Vậy nên tớ có thể bất mãn được không? Tống Nghi Thành cười gượng, để ly nước trên tủ đầu giường, vùi đầu vào gối. Mới 4 giờ, tớ ngủ tiếp, ngày mai còn phải đến nhà cô Phương kia, cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt đi, ngủ ngon. Anh nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ say, lại lâm vào mộng cảnh chua chua ngọt ngọt. Đến khi hô hấp trở nên đều đều, trong bóng tối dày đặc mới có người phát ra tiếng thở dài nho nhỏ, ngủ ngon. Chương 8. Bất ngờ lúc trước đã điều tra được tiến triển lớn ở thành phố V kép. Nhìn người phụ nữ quần áo mộc mạc trước mắt, nụ cười hiền lành, không ai cho bọn họ nghĩ rằng cô gái trước mặt và tú bà trong câu lạc bộ đêm là cùng một người. Chỉ có thể nói tình thương của người mẹ có thể thay đổi cả một con người, thậm chí có thể thay đổi cả thế giới. Hà Mộ ôn hòa hỏi, cô không cần kinh hoàng, chúng tôi chỉ đến hỏi một chút tình huống. Cô Phương kia có chút khẩn trương, hai tay luôn nắm lấy góc áo. Cô biết Triệu Xuất không? Tuy có chút do dự, nhưng cô vẫn thừa nhận. Xin hỏi đồng chí cảnh sát, hiện tại tôi đã sửa đổi, chuyện lúc trước mọi người vẫn truy cứu sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Tiến Ninh lên tiếng. Nếu thông tin cô cung cấp cho chúng tôi có giá trị, thì cô đã lập công lớn, có thể xét lại ưu khuyết điểm hành vi phạm pháp lúc trước cô làm. Nếu không có ai báo cáo lên cơ quan địa phương, chúng tôi sẽ không báo lại cục cảnh sát thành phố VK. Chỉ hy vọng cô phối hợp tốt điều tra với chúng tôi, về sau làm một công dân tuân thủ luật pháp. Được được, tôi khai. Tôi và Triệu Xuất biết nhau qua một người bạn, hắn hình như là người thành phố hát. Lần hắn đến chủ yếu là bán chút đồ cho chúng tôi. Tôi đi đến khách sạn hắn ở để nhận hóa đơn và hàng. Tế Ninh nói thẳng. Vậy đêm đó cô có giới thiệu một người tên Tiểu Lan cho Triệu Xuất không? Cô Phương kia rốt cuộc cũng là người từng trải, mẫn cảm nhìn ra. Triệu Xuất đã xảy ra chuyện. Tống Hy Thành nhíu mày nhìn cô. Tại sao cô cảm thấy là Triệu Xuất gặp chuyện mà không phải Tiểu Lan? Cô ta cười có vài phần chua ngoa, ngược lại có thể nhìn ra bộ dáng năm đó. Triệu Xuất nói khó nghe chính là một gã lưu manh giang hồ, thứ gì hắn cũng từng dính tới, hắn không bị thì ai bị. Tiểu Lan ngược lại là một cô gái tốt, lần trước tôi còn nhìn thấy cô ấy mang thai, sao có thể xảy ra chuyện? Cô gặp cô ấy lúc nào? Cô gái lâm vào hồi ức. Sau khi tôi kết thúc thời gian ở cữ, tôi trở về thành phố B để chuyển toàn bộ đồ dùng về. Không biết Tiểu Lan nghe được tin ở đâu đấy tiễn tôi. Tôi thấy cô ấy đang mang thai, khí sắc cũng rất tốt. Nghe nói sắp kết hôn với bạn trai, nhà ở xe hơi tiền bạc con cái đều có, cuộc sống rất thoải mái. Lã Thận Ngôn một bên ghi chép một bên hỏi, tên thật và phương thức liên lạc của cô ấy cô biết không?
Cô ấy hình như gọi là Tôn Tiểu Lan, phương thức liên hệ ngược lại không có. Tôi chỉ biết quê nhà cô ấy có một đứa em trai là người tỉnh H hay tỉnh A gì đó. Cảm ơn sự phối hợp của cô. Hy vọng cô an phận thủ thường làm người. Chào hỏi xong mọi người chuẩn bị rời đi. Cô Phương kia tiễn bọn họ xuống lầu, cuối cùng kéo tay áo Tống Nghi Thành hỏi: "Vậy là Tiểu Lan đã xảy ra chuyện sao? Cô ấy vẫn khỏe chứ?" Tống Nghi Thành nhìn ánh mắt của cô, ngoại trừ tò mò còn có lo lắng. Một khắc đó anh đột nhiên cảm thấy, cho dù dựa vào lan can bán rẻ tiếng cười, tình sắc, có lẽ cũng có thể giao chân tâm cho một vài người bạn. Anh nhìn Tề Ninh, Tề Ninh nhún vai từ chối cho ý kiến. Tống Nghi Thành do dự, sau châm trước nói: "Cô ấy chết rồi, tính cả đứa con trong bụng, cho nên nếu cô muốn giúp cô ấy chết nhắm mắt thì có tình huống gì khác, nhớ báo cho chúng tôi biết." Cô Phương kia giật mình che miệng lại, ngược lại không có cảm xúc gì nhiều, một lát sau mới nhẹ giọng nói: "Tôi không biết chuyện này có quan hệ gì tới án tử hay không, nhưng đứa con của cô ấy, nói thế nào đây, cũng là do loạn tình. Tỷ như lần làm loạn với Triệu Xuất, bạn trai cô ấy có biết hay không tôi cũng không rõ." Lĩnh hội được ngụ ý của cô, Tống Hy Thành thấp giọng hỏi: "Bạn trai cô gái đó có thân phận đặc thù gì? Chúng tôi hứa sẽ giữ bí mật người khai báo tin tức." Cô có chút do dự: "Tôi từng gặp qua, nhưng tên gì tôi không rõ, chỉ biết hình như họ Vương, làm tài chính hay bảo hiểm gì đó, bộ dáng rất có tiền." Tống Hy Thành cười chân thành: "Cô cung cấp thông tin rất có giá trị, cảm ơn cô." Tề Ninh ở bên cạnh gọi điện thoại: "Alo, Lão Trương, chúng tôi đang ở thành phố V kép, anh giúp chúng tôi liên hệ với tỉnh H hoặc trực tiếp đến nơi quản lý hộ tịch xem, kiểm tra xem có một cô gái trẻ tên là Tôn Tiểu Lan mất tích hay không. Khoảng thời gian mất tích là tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm nay." "Đúng, chúng tôi lập tức trở về." Cúp điện thoại, hắn cười với Tống Hy Thành: "Xem ra án tử này sắp kết thúc." Tống Hy Thành cũng nhịn không được cười rộ lên: "Sắp chấm dứt rồi, tớ cũng không muốn chạy sang tỉnh hay thành thị khác, trong nhà phòng trường đầy bụi rồi." Tề Ninh ngẩn người: "Đúng vậy, nên trở về nhà." Sau khi Lão Trương cùng tỉnh H kiểm tra đối chiếu, mọi người rốt cuộc tìm được một cô gái ở thành phố L, tỉnh H, mất tích nửa năm, tên Tôn Tiểu Lan. Thông qua các quan hệ, tìm được DNA em trai người chết tiến hành đối chứng, cuối cùng xác định nạn nhân mang theo đứa nhỏ chưa xuất thế, lẳng lặng nằm trong lòng sông băng lạnh lẽo chịu hàm oan, chính là Tôn Tiểu Lan. Cha mẹ đã già của cô, còn có em trai chưa trưởng thành đã bắt xe lửa tới thành phố B, tới đón đứa con gái xấu số, chị gái bi thảm của bọn họ về nhà. Bên trong phòng hội nghị, các thành viên trong tổ trọng án Trường Kỳ tác chiến một lần nữa ngồi xuống, cùng nhau thảo luận vụ án. "Lần này mọi người đều vất vả, tôi ở đây chỉ có một yêu cầu với mọi người, đó chính là nhanh chóng phá án, tốt nhất là tranh thủ trước khi người chết được thân nhân nhận xác hoặc hỏa táng." Tề Ninh mặt trầm như nước: "Vâng." Lý Cường: "Nếu đã tra được thân phận người chết, vậy các cậu có tra các quan hệ và chỗ ở của nạn nhân ở thành phố B không?" Lý Cường đứng dậy, mở ra máy chiếu, lại lấy tài liệu trong cặp văn kiện. "Tấm hình này chính là của nạn nhân khi còn sống được bạn giữ lại. Nạn nhân tên là Tôn Tiểu Lan, năm nay 26 tuổi, người thành phố L, tỉnh H, đến bản thị làm công, từng làm công nhân may đồng phục học sinh, sau lại ghét bỏ tiền lương thấp, lại vất vả, được người giới thiệu liền bắt đầu làm việc tại các khu KTV và hoạt động mại dâm phi pháp ở câu lạc bộ đêm. Trong hình là một cô gái trang điểm đậm, nhìn ra được đây là ảnh chụp đã lâu, nhưng trên gương mặt cô gái đã không còn tính ngây thơ trẻ con, ánh mắt lộ vẻ phong trần. Nửa năm trước, cô gái này đột nhiên từ chức ở câu lạc bộ Túy Sinh Mộng Tử. Trưởng ban nói lý do là cô ấy đã quen được một bạn trai có tiền, hiện đang sống trong một tiểu khu xa hoa. Nhưng theo người biết chuyện nhớ lại, Tôn Tiểu Lan từng bí mật nói cho cô ấy biết bạn trai được gọi là có tiền kia kỳ thật đã có vợ có con, tiền lương chỉ là cấp bậc phổ thông, căn nhà trong tiểu khu đó là phòng mướn. Hết rồi, Tề Ninh nhíu mày. Lý Cường cười khổ: "Sếp, cách đây mấy tiếng ngài mới nói cho bọn tôi biết tên thật của nạn nhân, bọn tôi chỉ kịp điều tra nhiêu đây thôi." Tề Ninh khoát tay:
Đến thời điểm này, chân tướng đã rõ ràng. Tôi nghĩ bạn trai Tôn Tiểu Lan đáng nghi ngờ, có lẽ đã biết đứa nhỏ không phải là con ruột, muốn thoát khỏi dây dưa của nạn nhân, động cơ phi thường rõ ràng. Chuyện cấp bách chúng ta cần làm bây giờ chính là thông qua các loại phương thức nhanh chóng tìm được người đàn ông họ Vương này. Mọi người có ý tưởng gì không? Sau một mảnh trầm mặc, Tống Nghi Thành đứng dậy lên tiếng. Tớ nghĩ người đàn ông này không đưa Tôn Tiểu Lan đến bất cứ bệnh viện phụ sản nào kiểm tra, chứng tỏ anh ta không hy vọng đứa bé ra đời. Mà theo lời người biết chuyện, chúng ta đã biết bọn họ có quan hệ nhân tình lâu dài, vậy thì sẽ có nơi cố định. Tớ nghĩ tìm được nơi ở nhất định sẽ là một bước đột phá. Tống Nghi Thành là người ở thành phố S, nói chuyện luôn có ngữ khí đặc biệt. Lúc nói đến chữ quan hệ nhân tình, còn nhíu mũi nhăn mày, khiến tất cả mọi người bật cười. Yên lặng, thảo luận vụ án phải giễu cợt đồng chí sao? Tề Ninh gõ bàn, trong mắt lại có ý cười. Thấy Tống Hy Thành sắp nổi bão, Tề Ninh thu lại ý cười. Hiện tại bắt đầu kiểm tra, chủ yếu là bên bạn biên bản thuê mướn và bất động sản ngoài tứ hoàn và ngũ hoàn. Nếu đã có gia đình, tôi đoán họ Vương kia không có khả năng tự đi nộp phí vật nghiệp hoặc tham gia các cuộc họp ban phố. Tôi đoán đứng tên đăng ký thuê phòng hẳn là họ Vương, dù sao cũng là một tiểu khu không tệ, chủ nhà không có khả năng cho một người không có thu nhập ổn định đứng tên thuê. Tại sao phải ngoài tứ hoàn và ngũ hoàn? Lã Thận Ngôn nhịn không được đặt câu hỏi. Chú thích: tứ hoàn và ngũ hoàn là chỉ khu vực số càng lớn cách trung tâm thành phố càng xa. Vòng ở đây là lấy việc xây dựng và cho lưu thông những con đường lớn quanh thành phố. Hết chú thích. Tề Ninh lắc đầu. Cậu không biết giá cả thị trường ở thành phố B sao? Bản thân đã có gia đình, còn muốn bao nuôi tình nhân tiêu tiền như nước. Nếu thuê trong khu tam hoàn, cậu không cảm thấy có chút gánh nặng với họ Vương kia sao? Huống chi hắn không sợ gặp phải người quen sao? Sếp nếu muốn kim ốc tàng kiều, tôi phỏng chừng trên đời không có ai có thể nhìn ra. Lã Thận Ngôn to gan trêu chọc. Hà Mộ mặt dày mày dạn. Sếp hiện tại tàng chẳng phải là Tống Hy Thành sao? Tống Hy Thành lấy văn kiện đập hắn. Cậu cút đi. Tề Ninh đánh nhịp. Thời gian cấp bách, mọi người đi ra ngoài tra cho tôi. Chương 9. Dựa theo chỉ thị của Tề Ninh, cuối cùng mọi người tập trung mục tiêu vào một người đàn ông trung niên tên là Vương Chiết. Người này từng thuê một phòng nhỏ ở khu Phúc Địa ngoài Tứ Hoàn vào tháng 6 năm trước. Mà theo phản ứng của cư dân xung quanh và công ty vật nghiệp, quả thật từng có một cô gái họ Tôn sống cùng hắn. Sau khi chứng thực một lần nữa, cục lãnh đạo đã phê chuẩn, cũng trình lên viện kiểm sát lấy lệnh bắt người. Tề Ninh lập tức hạ lệnh thực thi bắt giữ Vương Chiết. Không mở còi xe, xe cảnh sát chạy nhanh một đường tới nơi ở của Vương Chiết. Tống Hy Thành ngẩng đầu nhìn tổng thể căn lầu có chút cổ xưa, đột nhiên nhớ tới mảnh đất xa xỉ cách đây mấy chục cây số. Tề Ninh vỗ vai hạ anh, ra hiệu ngẩng đầu nhìn ban công trên lầu. Mọi người nhanh chóng giấu súng ở nơi có thể tùy thời rút ra, núp ở hai bên cửa đề phòng bất chắc. Sau đó Tề Ninh gật đầu ra dấu, Hà Mộ sắc mặt tươi vui gõ cửa. Xin chào, đây là dịch vụ chuyển phát Thuận Phong, ở đây có hàng chuyển phát nhanh của ngài. Mở cửa là một phụ nữ đã đến tuổi 30, mặt vàng tóc thì lôi thôi lếch thếch, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Phải ký tên sao? Hà Mộ chần chừ. Là như thế này, đây là chuyển phát khẩn cấp, phải chính người được chuyển Vương Chiết Vương tiên sinh ký nhận, xin hỏi phu nhân có thể giúp tôi gọi anh ta ra không? Thật là phiền, chờ chút. Dứt lời, người phụ nữ kiên nhiên hùng hổ đi vào. Không lâu lắm, có một người đàn ông đeo tạp dề vội vàng bước ra. Thật ngại quá, khiến cậu đợi lâu. Nhóm người Tống Nghi Thành đứng bên cạnh nhìn rất rõ ràng, người này đúng là Vương Chiết. Vương Chiết nhận chuyển phát xong, đang lúc chuẩn bị ký tên thì tay liền bị còng số 8 khóa chặt. Tề Ninh ở xa xa bước tới. Con gái anh có ở nhà không? Vương Chiết dường như đang nằm ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu. Anh hẳn biết vì sao chúng tôi tìm anh. Nếu không muốn kinh động người nhà của anh thì hãy phối hợp với chúng tôi. Anh nên biết thái độ nhận tội của anh cũng sẽ có tác dụng khi cân nhắc về mức hình phạt. Cắn cắn môi, Vương Chiết quay đầu vào hô to. Chuyển phát này có chút vấn đề, anh phải lập tức trở về đơn vị một chuyến. Cơm chiều sẽ không ăn ở nhà, mọi người ăn trước đi. Bà nhà của hắn mơ mơ hồ hồ trả lời. Vương Chiết đã bình tĩnh lại, thấp giọng nói, dẫn đường đi.
Trên đường đến cảnh cục, hắn trầm mặc dị thường, nếu không phải hai tay khẽ run, quả thật rất giống người máy. Đội hình thẩm vấn đổi thành Tề Ninh chủ thẩm, Tống Hy Thành và Lão Trương phó thẩm, ghi chép vẫn là Bành Cương. Anh có quen Tôn Tiểu Lan không? Lão Trương hỏi thật trực tiếp. Vương Chiết cúi đầu không nói, xem ra đã chuẩn bị tốt kiểu chống cự tiêu cực. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự tự nghiêm. Nếu cậu thành thật khai báo, thái độ nhận tội tốt, còn có thể có cơ hội giảm hình phạt, cho nên cậu không nên cứ khăng khăng một mực. Lão Trương sinh vào những năm 60, cách nói chuyện luôn mang theo điểm logic hàm xúc. Vương Chiết vẫn như cũ không nói lời nào. Người như vậy bọn họ gặp qua rất nhiều, bởi vì phạm vài tử tội, lại không tự thú tình tiết, vô luận thái độ nhận tội tốt như thế nào cũng chỉ sợ khó thoát khỏi tội chết. Để bọn họ mở miệng, thường thường không phải đạo lý đường hoàng, cũng không phải cò kè mặc cả giao dịch, mà là chân tướng chân thật đáng tin. Tề Ninh mở miệng nói, thi thể của cô gái này được vớt lên từ tháng trước, trước khi chết đã có thai 9 tháng. Hắn quan sát biểu tình Vương Chiết, mỉm cười, là con trai. Vương Chiết đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp, tựa hồ có chút hối hận lại tựa hồ có chút tiếc nuối. Tề Ninh quét mắt nhìn Tống Nghi Thành, Tống Nghi Thành hiểu ý, vẻ mặt ôn hòa nói, là như thế này, có một người tên Tôn Tiểu Lan trước khi chết từng sống ở khu phúc địa phòng 302. Theo điều tra của chúng tôi, căn nhà kia là do anh thuê, hơn nữa theo phản ứng của cư dân tiểu khu, anh thường ra vào nơi căn phòng đó, thậm chí từng ở chung với Tôn Tiểu Lan. Tôi nghĩ anh hẳn là có thể cung cấp một số thông tin về nạn nhân. Vương Chiết ngập ngừng, tôi không biết, tôi không quen cô ta. Nếu anh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vậy chúng tôi chỉ có thể hỏi phu nhân. Tống Nghi Thành làm bộ đứng dậy, Vương Chiết vẻ mặt mãnh liệt, gân xanh trên trán như muốn nổ tung, cuối cùng hắn suy sụp ngồi phịch trên ghế sofa. Không cần phiền, tôi khai, tôi khai. Tôn Tiểu Lan. Tiểu Lan, cô ấy là một người làm công. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là lúc ở Túy Sinh Mộng Tử. Cô ấy còn trẻ tuổi như vậy, có sức sống như thế. Nhìn hắn lâm vào hồi ức xa xăm với ánh mắt hoài niệm, Tống Hy Thành đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm. Người đàn ông ngồi đối diện anh, lương không tính là cao nhưng công việc ổn định, dù không thoải mái nhưng gia đình hòa thuận, mặc tây trang đeo cà vạt, lại ra vào nơi giải trí phi pháp, không giàu có lại bao dưỡng tình phụ. Người như vậy, không phải cầm thú giả dạng dưới lớp con người nhã nhặn thì là cái gì? Vương Chiết dúi tay vào túi, lấy ra cái bật lửa sau đó ngẩng đầu nhìn Tề Ninh, trong mắt là ý sợ hãi cực độ. Có thuốc không? Chỉ có Lão Trương hút thuốc ném cho hắn một điếu, hắn khó khăn nhận lấy, hai tay run rẩy cơ hồ không bật lửa được. Thường xuyên qua lại, chúng tôi yêu nhau, tôi không biết cô ấy có yêu tôi hay không, nhưng tôi cảm thấy mình có yêu cô ấy. Cô ấy muốn cái gì tôi liền cho cái đó, tiền cô ấy dùng chỉ mới quần áo giày dép và trang điểm, phòng trường không dưới 5 vạn. Vợ tôi truy hỏi thì tôi nói đầu tư cổ phiếu. Rốt cuộc có một ngày, cô ta nói với tôi, cô ta không muốn nằm trên giường bán tiếng cười nữa, lòng của cô ấy chỉ có một mình tôi. Hắn cười lạnh, lời nói của đàn bà, ai biết là thật hay giả. Từ đó về sau, cô ta bắt đầu được một tấc lại bốn tiếng một thước. Đại khái là do cảm thấy chuyện tình thương tâm của hắn rất gây mê cho người khác, Lão Trương nhịn không được thúc giục. Cho nên cậu và nạn nhân sinh ra mâu thuẫn không thể hòa giải, cuối cùng khiến cậu động sát khí. Vương Chiết hút mạnh điếu thuốc. Mâu thuẫn không thể hòa giải. Đồng chí cảnh sát học chính trị thật không tệ. Cô ta là một người đàn bà đáng sợ, dù biết tôi không có tiền nhưng vẫn muốn bức tôi ly hôn. Lúc trước cô ta từng mang thai một lần, nhưng may mắn tôi phát hiện, bắt cô ta xóa sạch. Tống Hy Thành đè nén tức giận, đang khai báo mấy chuyện từng phạm tội sao? Lúc cô ta mang thai cũng là ngoài dự liệu của tôi, bởi vì mỗi lần làm tôi đều dùng bao rất tốt, cho nên tôi cảm thấy lần này nhất định là cô ta động tay động chân. Giống như trước đây, tôi vẫn yêu cầu cô ta xóa sạch, nhưng cô ta năn nỉ tôi, nạo thai lúc trước đã gây ra thương tổn rất lớn với thân thể, bác sĩ cũng nói nếu còn nạo nữa thì về sau sẽ không thể mang thai. Cô ta rất muốn có một đứa con của chúng tôi. Hút thuốc xong, hắn bóp tàn thuốc, cúi đầu nhìn ngón tay mình. Tôi bị thuyết phục, liền nói cho vợ tôi là mình phải đi công tác, mỗi tuần về nhà một lần,
Đồng nghiệp thông đồng giúp tôi làm chứng, sau đó liền tìm một phòng ở Phúc Điện ở chung với cô ấy. Sau đó tôi mới biết được thì ra khoảng cách thật là đẹp. Con người một khi mỗi ngày sinh hoạt cùng nhau, từng hoạt bát khả ái chậm rãi biến thành cố tình gây sự, từng sáng sủa thẳng thắn thành thô lỗ thấp kém. Bụng của cô ta từng ngày nổi lên thì tâm của tôi lại càng ngày chìm xuống. Lúc cô ta mở miệng đòi tiền học phí cho em trai, tiền tu sửa nhà ở cho gia đình ở quê, tôi rốt cục cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Vì thế tôi rời khỏi Phúc Điện, trở về nhà, chỉ thỉnh thoảng đi gặp cô ta. Mời nói cho chúng tôi biết ngày Tôn Tiểu Lan bị hại đã xảy ra chuyện gì. Tề Ninh đối với lịch trình mưu toan của hắn không chút nào quan tâm. Mắt Vương Triết đỏ lên, cả người rùng mình. Cô ta gọi điện thoại nói với tôi là cảm thấy sắp sinh. Lúc ấy cả người tôi đờ đẫn, không ngờ ngày này vẫn đến. Nhưng sau khi khiếp sợ, tôi tỉnh táo lại. Ngày này không thể xảy ra, tôi chỉ là một nhân viên chào hàng bảo hiểm, sao có thể nuôi sống hai gia đình, hai đứa nhỏ. Hơn nữa nếu con gái tôi biết, nó sẽ nhìn tôi thế nào. Cho nên tôi đi mua túi dệt và cưa điện, sau đó bóp chết cô ấy. Thanh âm Tống Nghi Thành lạnh lẽo như tan thành bột phấn. Vương Triết đem mặt chôn trong hai tay, gần như khóc không thành tiếng. Tôi dùng gối đầu đè cô ta ngạt chết, vậy mà cô ta vẫn nhìn tôi, cứ như vậy nhìn tôi. Lúc tắt thở, mắt vẫn mở, không nhắm lại. Tôi sợ hãi cùng cực, tôi sợ có người phát hiện thi thể. Tôi biết cảnh sát sẽ có biện pháp tra được tôi, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Lúc ấy tôi biết từ đâu mà có được Lúc ấy tôi không biết từ đâu mà có được dũng khí. Phân thây cô ấy, đầu và tứ chi dễ bị người ta phát hiện thân phận nhất. Thì thế tôi đem hai phần đó. Thế nào? Tống Hy Thành truy vấn. Tôi đem chúng. Vương Chiết chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười. Nụ cười đơn thuần mỏi mệt, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Tôi đem đầu và tứ chi chôn dưới đất, phía trên thì trồng rau, thân thể thì buộc vào tảng đá, ném xuống sông. Chương 10. Thẩm vấn xong, đoàn người liền áp giải Vương Chiết đến xác nhận hiện trường. Trời còn chưa tỏ, mặt trời chỉ mới nhô, hộ gia đình 302 tại Phúc Địa còn đang đắm chìm trong mộng đẹp. Lúc bị đánh thức thì vẻ mặt có vẻ không vui. Lão Trương đưa ra chứng từ. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi tạm thời cần quấy rầy một chút. Nhìn thấy một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát cùng một nam nhân hai tay khép kín được vải đen phủ lên, khách trọ kia rất kinh ngạc nhưng vẫn rất phối hợp đánh thức bọn người cùng phòng. Sau đó có chút tò mò hỏi, đã có chuyện gì sao? Lão Trương cứng ngắc nghiêm mặt, xuất phát từ nguyên tắc giữ bí mật cảnh vụ, tôi đề nghị các cậu tránh đi một lúc. Người không có liên quan không được vào. Tề Ninh liếc mắt nhìn Vương Chiết, xác nhận hiện trường đi. Lần này trở lại chốn cũ nhưng đã không còn vui vẻ như xưa. Trải qua ảm đạm và rối rắm vừa rồi, Vương Chiết đã khôi phục bình tĩnh. Hắn hờ hững nâng lên hai tay chỉ cửa phòng khách. Chính là cái phòng đó. Mở cửa ra, trải qua dọn dẹp cẩn thận, căn phòng này ấm áp sạch sẽ, căn bản nhìn không ra đây từng là hiện trường một vụ án, còn là hiện trường phân thây. Lưu chủ nhiệm lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Chiết báo cáo. Tề tổ trưởng, tuy rằng thời gian đã qua rất lâu, hiện trường lại được thuốc tẩy trắng cường độ cao tẩy, nhưng làm kiểm nghiệm lumino địa tinh, chúng ta vẫn có thể xác định nơi này từng có lượng máu rất lớn. Tề Ninh gật đầu, vậy là đủ. Hiện tại Vương Chiết, mời anh dẫn chúng tôi tới hiện trường chôn tứ chi. Lưu chủ nhiệm, phiền cô lại đi cùng chúng tôi một chuyến. Trước khi đến nơi chôn thi thể, Tống Nghi Thành đặc biệt trầm mặc. Tề Ninh nhìn cậu. Nghĩ gì đó? Tớ đang nghĩ, nếu như Vương Chiết biết đứa nhỏ kia không phải con hắn, những điều hắn làm hết thảy là vì thành toàn cho người khác, hắn sẽ có phản ứng gì? Sẽ hối hận sao? Anh hít một hơi sâu. Có thể do gần đây khí trời không tốt, tâm tình dễ thay đổi. Nhưng án tử này, tớ thật sự cảm thấy, thật sự có chút nghẹn khuất. Tôn Tiểu Lan vốn không nên chết. Tề Ninh cười lạnh. Nhưng cậu không thể phủ nhận chuyện này phát triển tới bước đường hôm nay là do cái sai ở mỗi người. Nhưng rất có thể Tôn Tiểu Lan là sai lầm lớn nhất. Cậu nghĩ xem, nếu cô ta an phận thủ thường tiếp tục làm công nhân may đồng phục hoặc ở nơi nào đó, bản thân tự thông qua lao động hợp pháp kiếm tiền nuôi sống chính mình, tiếp tế người nhà,
thì sẽ không quen Vương Chiết, sau đó phát triển thành mối quan hệ ngoài giá thú, đi phá hoại gia đình người khác. Lui một bước, nếu cô ta thật sự thích Vương Chiết và muốn ở cùng hắn, vậy tại sao còn đi tìm cô Phương kia rồi phát sinh quan hệ với Triệu Xuất? Tống Hi Thành khép mi mắt, nhưng có lẽ chưa đến tội chết. Được rồi, nếu tính cô ta đáng chết, nhưng đứa bé trong bụng thì vô tội đi. Tề Ninh quay đầu nhìn xe cảnh sát áp giải Vương Chiết. Tớ đoán, chỉ sợ không chỉ Vương Chiết không biết đứa nhỏ kia là con ai, ngay cả Tôn Tiểu Lan cũng không biết. Chuyện này, nói đến cùng vẫn là đạo đức xã hội tuột dốc, quan niệm chính tiết bị phá vỡ. Tống Nghi Thành lườm hắn một cái. Không chừng sau khi kết án, cậu có thể viết luận văn. Đề mục tớ đã nghĩ giúp cậu rồi, gọi là bàn về nhân quả quan hệ xã hội đạo đức tuột dốc cùng án kiện hình sự. Không tệ, viết xong đưa cho cậu. Tế Ninh mở cửa xe. Tớ đột nhiên có ý tưởng về chuyện của đứa nhỏ này. Vương Chiết có quyền biết, dù sao cũng bị tử hình. Trước khi chết cho hắn biết chân tướng, xem như cảnh sát nhân dân cho hắn một ân huệ cuối cùng. Tống Hi Thành cũng đi xuống xe theo. Cậu đúng là lòng dạ đen tối, e sợ thiên hạ không loạn, sao còn vui vẻ lên đường được, tớ thấy hắn sẽ chết không nhắm mắt. Dưới ánh mặt trời, vườn đất trồng rau xanh mướt, vài vị đồng chí trưng cầu ý kiến nhìn Tề Ninh, tay Tề Ninh vung lên, đào. Dần dần, từ từ rồi cũng có thứ hiện ra, quả nhiên là xương người. Lưu chủ nhiệm kiểm tra vài lần, đem hài cốt cất xong rồi nói, thời gian hơn nửa năm, lại gặp phải mùa hè, thi thể đã sớm hủ bại chỉ còn lại xương cốt, tôi mang về. Vì phòng ngừa vạn nhất lại đi nghiệm DNA. Tề Ninh gật đầu, cảm ơn Lưu chủ nhiệm. Nếu không có tin tức DNA mọi người cung cấp, chúng tôi căn bản không có khả năng tìm được Triệu Xuất, không có khả năng biết thông tin thật của nạn nhân, càng không có khả năng nghiêm trị hung thủ. Lưu chủ nhiệm đeo khẩu trang, trong ánh mắt lại toát lên tiếu ý. Là tôi nên cảm ơn các cậu, lâu như vậy vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng vẫn phá được vụ án không có đầu mối này. Tiểu Tề, cậu còn trẻ như vậy, lại rất có chí khí, ngày sau khẳng định sẽ tiến bộ không ngừng. Tề Ninh lắc đầu, kỳ thật vị trí hiện tại này đối với tôi đã rất tốt, chẳng sợ cả đời dậm chân tại chỗ, ít nhất tôi có thể làm rất nhiều chuyện. Lưu chủ nhiệm vỗ vai hắn, nhìn về phía Tống Hi Thành và Lã Thận Ngôn. Tôi lại muốn dong dài thêm một câu, hiện tại các án tử gần như hơn một nửa là có liên quan đến quan hệ nam nữ. Tôi cậy già lên mặt muốn nói với người trẻ tuổi các cậu để cảnh tỉnh. Cảnh sát luôn phải cẩn thận vấn đề kim tiền. Các cậu xem như là nha môn thanh liêm, qua tay đều là hình sát án hay đại án linh tinh. Tôi không lo cho các cậu. Về phần quan hệ nam nữ, có bao nhiêu nhân viên chính phủ vốn rất có tiền đồ đều sa ngã vào phương diện này, thậm chí cố tình vi phạm thẳng đến mức thân bại danh liệt. Lịch sử dạy dỗ khắc sâu, các cậu vẫn nên phòng bị. Một số người ở trong ban đã hay chịu đủ độc hại của lão Trương, nên giờ vừa nghe lời đạo lý liền cảm thấy lỗ tai làm kén. Tề Ninh lại biểu hiện ra sự nhẫn nại và tôn trọng vĩ đại với đồng sự lão làng, liên tục gật đầu, chúng tôi nhớ kỹ, cảm ơn Lưu chủ nhiệm nhắc nhở. Lưu chủ nhiệm cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tề Ninh thở dài, đi thôi, bây giờ lập tức cho người nhà đến nhận xác. Một khi nghĩ đến giai đoạn này, mọi người có chút phức tạp, tân tân khổ khổ sóc này chạy khắp nơi vì tìm ra công đạo cho nạn nhân và người nhà. Nhưng khi nhìn thấy giai đoạn người nhà bi thương, cái cảm giác đắc chí khi phá được án sẽ lập tức biến mất không còn một mảnh. Hà Mộ, cậu và Phương Nana đi tiếp đãi người nhà nạn nhân, còn lại đi nghỉ ngơi. Hôm nay vừa lúc là thứ sáu, mọi người cứ nghỉ ngơi trước, sáng thứ hai gặp lại. Hắn lập tức ngồi vào ghế lái phụ, quay cửa kính, kéo cửa kính xe xuống. Tống Hi Thành, chúng ta ra ngoài ăn mừng một bữa. Bôn ba liên tục một tuần, hai người bọn họ đều mệt mỏi không chịu nổi. Ngồi trong quán lẩu, nhìn đáy nồi sôi sùng sục, Tống Hi Thành xoa xoa mi tâm. Lão Trương lúc nãy đã nói cho Vương Chiết biết. À, hắn có phản ứng gì? Tề Ninh cũng không kinh ngạc. Tống Nghi Thành cho thêm thịt và nấm vào trong nồi. Hắn đầu tiên là dại ra, sau đó kiên quyết không tin, lúc sau nữa gần như hoàn toàn hỏng mất, vừa khóc vừa cười nửa ngày. Hắn nói ra một yêu cầu. Tề Ninh nhúng miếng thịt dê ném vào trong chén Tống Nghi Thành.
Hắn chắc là muốn biết ai là cha đứa nhỏ. Ừ, không chỉ như vậy, hắn còn muốn gặp. Hoang đường, gặp thì thế nào? Đánh hắn hai quyền hay giết hắn luôn? Tề Ninh chậm rãi ăn. Có lẽ là sau khi tốt nghiệp liền làm việc trong tổ trọng án, gặp qua tử vong và phản bội rất nhiều, so với Tống Hy Thành hay thương tiếc và thổn thức, hắn có vẻ lạnh lùng hơn nhiều. Tống Hy Thành không hiểu sao có chút nôn nóng. Tớ cũng không biết, chỉ cảm thấy những người này thật sự rất khó hiểu. Cậu nói, vì một người phụ nữ mà khiến cho nhà tan cửa nát có phải rất đáng buồn hay không? Tế Ninh lại bắt đầu gắp cá cho anh. Là đàn ông thì không đáng cười. Tống Hy Thành chán nản. Tớ nói cậu có thể nghiêm túc một chút hay không? Tớ và cậu đang trao đổi vụ án, tham khảo nhân sinh. Có chút bất đắc dĩ, Tế Ninh buông đũa xuống. Bọn họ không phải vì phụ nữ mà khiến cho nhà tan cửa nát, theo bản chất mà nói. Hắn là vì muốn trốn tránh trách nhiệm lúc nhất thời phóng túng, cho nên bí quá hóa liều phạm phải sai lầm. Bọn họ vốn không có cái gọi là tình cảm, nói là tình cảm còn không bằng nói là dục vọng. Cậu cảm thấy chuyện này vớ vẩn đáng cười. Đúng vậy, phàm là ai trong bọn họ mà còn có tình có lý, bọn họ cũng sẽ không đi đến bước đường này. Quả nhiên là lý tính tối thượng của người chủ nghĩa cấm dục, Tống Nghi Thành nói thầm. Tớ từ trước tới giờ chưa từng thấy cậu mất kiểm soát. Tế Ninh chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của anh, nở nụ cười. Mất kiểm soát? Có lẽ cậu phải biết rõ người bình thường bị đè nén càng lâu, một khi bộc phát thì lại càng đáng sợ, cho nên cậu phải cẩn thận. Tống Nghi Thành phốc một tiếng cười. Tớ cẩn thận? Không lẽ cậu dự định giết tớ ăn thịt, hay chuẩn bị đem đốt tớ thành tro rồi phân hóa, rồi đem làm phân bón? Ý vị thâm trường cười một tiếng, Tề Ninh chậm rãi nói, vế trước khả năng cao hơn một chút, nhưng thời cơ vẫn chưa chín mùi. Tống Nghi Thành dừng lại, cậu nói thật, tớ thấy hay là chọn ngày lành giờ tốt dọn ra ngoài đi, ở chỗ cậu mỗi ngày nấu cơm giặt quần áo khiến tớ giống như ông nội trợ, đã 20 mấy tuổi mà bạn gái cũng không có, còn sắp bị ăn luôn, nhân sinh này quá ảm đạm rồi. Giây sau một miếng thịt bò lại được đặt vào trong chén anh. Ăn cơm đi, bà Hoa. Hết vụ án 1.